Chúng ta một khi đã hiểu được tất cả những việc làm, những lời nói và những suy nghĩ của mình trong hiện tại, nó sẽ là nhân để dẫn tới những hậu quả tất yếu của tương lai, thì hoàn toàn chúng ta sẽ hiểu được cái hạnh phúc hay cái khổ đau trong hiện tại của mình là hệ quả tất yếu của nguyên nhân chúng ta đã gây từ trong quá khứ. Do đó yếu tố của vấn đề mà van xin cầu khấn, nó chỉ là một cái tác dụng nhỏ để tâm lý chúng ta được ổn định mà thôi, chứ hoàn toàn nó không có giá trị của sự xóa bỏ khổ đau cho một ai hay là tăng thêm an lạc cho một ai. Quý vị nên nhớ điều đó. Và chính điều này chúng ta mới hiểu ra được rằng trong cuộc đời này mình tìm cách mà mưu cầu hạnh phúc đó không phải ở cái chỗ mà để đi tìm, đi đào hay là đi mong mỏi cho chúng ta được thỏa mãn tất cả những mong muốn. Đạo Phật không có dạy điều đó. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta hạnh phúc bằng cách giới hạn những ham muốn của mình. Vì khi chúng ta giới hạn ham muốn, chúng ta sẽ bình an trong hiện tại. Còn quý vị tìm cách để thỏa mãn tất cả những tham dục, những ham muốn, thì nó sẽ bị phản tác dụng và đưa chúng ta đi tới khổ đau. Cho nên hôm nay, để ôn lại những kiến thức mà quý vị đã được nghe các thầy dạy và được đọc ở các kinh sách, và cũng để trang bị thêm kiến thức cho những ai bắt đầu tìm hiểu về Đạo Phật, để chúng ta có thể tự tin đi trên con đường mà chính mình quyết định cho vận mệnh của mình, vận mệnh an lạc và giải thoát. Hôm nay trong buổi thuyết giảng đầu tiên năm Quý Tỵ tại Đạo Tràng Chùa Minh Đạo này, thầy xin phép trình bày với tất cả quý vị qua chủ đề biết dừng. Biết dừng có nghĩa là chúng ta dừng lại mọi tạo tác có xu hướng tạo nghiệp khổ đau trên ba phương diện: lời nói, suy nghĩ và hành động. Chúng ta biết dừng lại khi chúng ta đã lỡ lời với ai đó. Chúng ta biết dừng lại khi chúng ta phát hiện ra mình đang lao vào một con đường không an toàn, vì con đường đó mạo hiểm bởi danh lợi mong manh. Chúng ta biết dừng lại khi chúng ta nhận ra được rằng mình đang bắt đầu vướng chân vào những cuộc tình không đoàn kết. Quý vị có dám can đảm để dừng lại không? Trừ bác ra, thầy vừa hỏi xong bác này trả lời liền dạ có. U80 rồi bà còn làm gì nữa? Thưa quý vị, thực ra bác này nói là nói ở cái người khoảng cuối của đoạn đường đời, khi đã kinh qua tất cả khổ đau thì bác biết được những cái ham muốn đó cuối cùng chỉ là nỗi thất vọng ê chề. Cho nên danh mà chi, lợi mà chi, chẳng qua chỉ là bóng câu lướt qua cửa sổ mà thôi. Nhưng mà mấy em này nó còn trẻ lắm bác, nó bắt đầu xuất phát, nó năng động mà, 19 đôi mươi mà, 20 mấy 30 tuổi nó phải năng động chứ. Bây giờ mà nó ngồi như bác như thế thì cuộc sống của nó sẽ đi vào một cái ngã rẽ khác, nếu nó không có cái sự hướng đạo bằng giới đức của người tu tập. Thì cái biết dừng này Đạo Phật gọi là thiểu dục tri túc. Thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Quý vị đừng bao giờ hiểu lầm thuật ngữ Phật giáo thiểu dục tri túc ha. Như một số người trước đây đó, họ nói là thiểu dục tri túc là một cái điều vô cùng sai lầm, làm cho xã hội chậm phát triển, tức là ngăn cản cái đà tiến hóa của con người. Không phải thiểu dục, tức là chúng ta muốn ít lại, chúng ta không có muốn nhiều nữa. Thí dụ mình đang phấn đấu để mình mua một chiếc xe máy thì mình liệu cơm gấp đậu hũ. Tại ăn chay không có nói liệu cơm gấp mắm được.
thì mua chiếc xe máy thôi, chứ đằng này đi chạy vài chi để mua chiếc xe ô tô để bằng chị bằng em, để rồi nghe không có tiền rồi cuối cùng đi bán tháo bán đổ để trả nợ người ta rồi không đủ nữa, lúc đó là đi xe hơi quen rồi là xuống đi xe máy chịu không nổi. Tức là biết đủ là như thế đó, tức là ít ham muốn là như thế, không phải chậm phát triển, không phải kềm hãm sự phát triển, mà là giúp cho chúng ta cân bằng lại tâm ham muốn của mình để chúng ta có được sự thanh thản giữa cuộc đời này. Thầy một lát nữa thầy sẽ triển khai sao. Thưa đại chúng, thỏa mãn ham muốn thực ra nó là cũng là một mưu cầu hạnh phúc. Tại vì mình muốn thành Phật chẳng hạn đi ha. Và ai đây cũng tu muốn thành Phật, muốn giải thoát, giống như hồi nãy cái vị thầy mà tác bạch đó, là mong muốn sẽ có một ngày nào đó không xa mình sẽ được giải thoát tất cả khổ đau để chúng ta thành tựu được một cái quả vị gì đó mà chúng ta tự mình chứng nghiệm lấy được. Thì cái đó cũng là cái mong cầu. Cái mong cầu vẫn là điều mà đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Thí dụ như quý vị muốn đi tới đây nghe thuyết pháp, cái đó cũng là hạnh phúc. Mà tới đây rồi bị cái màn nó che, cho nên chúng ta mới thấy được cái muốn đó nó làm cho chúng ta khổ. Phải không các vị hai cánh tả hữu? Muốn gặp thầy mà giờ cũng bị cái màn nó che, bởi vậy nghèo nó còn gặp cái eo, trồng đám dưa leo nó cũng gặp cái đèo. Cho nên bản chất mong cầu nó vẫn là một thứ hạnh phúc. Nhưng quý vị phải nhớ một điều, mong cầu nó là hạnh phúc chống tàn phai và khó đạt được viên mãn. Nó chỉ là những thứ giả tạm. Hãy chúng ta mong cầu nhiều, chúng ta sẽ khổ đau nhiều vì nó tàn phai nhanh lắm. Thầy nghĩ vấn đề này là các vị là hiểu nhiều hơn thầy. Tại vì các vị sống ở trong cái cuộc đời mà cuộc đời của mình nó đầy gió bụi của nhân gian, gió bụi của trần thế. Ngọn roi đời nó quất vào chúng ta, khi chúng ta có được chúng ta cũng lo sợ. Chúng ta không có thì chúng ta đã lo đủ thứ để cho có rồi, khi có rồi chúng ta lại sợ nó lại vuột khỏi tay mình. Tại cái cuộc sống này nó đầy dậy những cái thứ ham muốn, những cái thứ mong muốn đó. Nó cũng đem tới hạnh phúc cho chúng ta, nhưng cái hạnh phúc đó nó mong manh lắm. Vì không phải lúc nào chúng ta muốn nó cũng được hết, không phải lúc nào chúng ta mong là nó thành tựu đâu. Hơn nữa ham muốn của chúng ta nó không có dừng lại, thưa đại chúng. Hễ mà ham muốn này chúng ta có được rồi, nó sẽ là dây chuyền, là bàn đạp để dẫn cho chúng ta tới ham muốn khác. Bây giờ quý vị chiêm nghiệm là 30 giây có phải như thế không? Chúng ta muốn nó có dừng lại không? Không đâu. Giống như thầy, thầy muốn Tết này đó là Phật tử phải tới chùa thăm thầy nhiều hơn nữa. Cái ham muốn nó là hạnh phúc, mà vốn nó là hạnh phúc mong manh. Mà khi chúng ta có được cái ham muốn đó rồi đó thì nó không dừng, nó lại dẫn đến những cái ham muốn khác. Đây là quy luật của tâm lý thôi. Tâm lý chúng ta nó không có dừng lại, trừ khi nào chúng ta tu tập nghiêm túc thôi thì chúng ta mới kiểm soát được và mình dừng lại được. Ví dụ như bây giờ là thầy đột nhiên thầy tuyên bố với lại các vị thầy sẽ không đến đây thầy giảng nữa, các vị có thấy buồn không? Nó tức là các vị mong muốn tới đây để sám hối, để nghe thuyết giảng, phải không? Cái đó là ham muốn đó. Cho nên các vị có nhận ra được cái ham muốn của mình nó mong manh không, nó tạm bợ không? Nó không chắc. Đó, ngày hôm qua đó chúng tôi vừa nghe được tin Thượng tọa Thích Huệ Hiền, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đó, bị đột quỵ. Nói mới nói chuyện đó tự nhiên ngã gục xuống chết. Rồi trưa nay thì chúng tôi lại nghe người bạn chúng tôi đó là thầy Thanh Chương, Phó Ban Trị sự tỉnh Sóc Trăng, kiêm trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni đó, học tiến sĩ Phật học về cũng bị bệnh ung thư chết. Mới chết rồi. Xung quanh thầy tự nhiên người ta bỏ đi hết, không biết là tới ngày nào thầy cũng phải đi. Cho nên quý vị thấy cuộc sống nó tạm bợ như thế, nó mong manh như thế, và cái ham muốn của mình nó cũng mong manh. Tâm lý của chúng ta nó không chịu dừng lại, hay có được cái này rồi đó
chúng ta muốn, chúng ta có rồi đó, chúng ta sẽ muốn cái khác. Mấy anh mấy chị biết rõ hơn thầy, đây là quy luật thôi. Vì chúng ta mãi chạy theo ham muốn không có điểm dừng. Tìm hạnh phúc bằng cách giới hạn ham muốn, đó mới chính là hạnh phúc đích thực của giáo lý thiểu dục tri túc mà Đức Phật dạy. Thế chúng ta không phải mưu cầu hạnh phúc bằng cách là thỏa mãn ham muốn, mà chúng ta giới hạn ham muốn. Sau khi mà Đức Phật của chúng ta trải qua tu khổ hạnh 6 năm không thành công, thì ở trong giáo sử ghi rất là rõ là Đức Thế Tôn không có ăn. Tại vì Ngài cho rằng ăn uống vào đó nó chỉ tham đắm thêm dục lạc. Tức là ăn thì mình cũng phải ăn cái thức ăn nào nó hợp khẩu vị, phải không? Hợp khẩu vị thôi chứ chưa nói tới ngon. Mình cầu kỳ lắm. Cho nên là giảm bớt lại, không ăn nữa. Không để cho cơ thể mình đòi hỏi những chuyện ăn. Ngủ cũng không cần phải ngủ, ngồi thiền quán. Suốt 6 năm như thế có những lúc ăn một hạt mè để đắp đổ qua ngày không có bệnh hoạn. Cuối cùng còn thành bộ xương khô, như là một bộ xương. Nếu các vị mà ra ngoài Bắc đó, thì chúng ta sẽ thấy ở các chùa có thờ một cái pho tượng, mà nhìn thấy cái pho tượng ngồi thiền của Đức Phật mà chỉ là xương sườn không nhìn thấy hết đó, thì pho tượng nó gọi là tuyết sơn, là chỉ cho Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm như thế. Đức Phật phát hiện ra cái lối sống đó là lối sống khắc khổ, nó không có làm cho Ngài được an lạc. Nó cũng là một lối sống cực đoan. Vì Ngài cho rằng đó, cảm ơn, Ngài cho rằng sống hưởng thụ thì nó là cực đoan là đúng rồi. Nhưng bây giờ ép sát để khổ hạnh thì nó cũng là một thứ cực đoan. Cho nên cuối cùng phát hiện ra Đức Phật từ bỏ lối sống đó và sống biết đủ. Sống để giúp cho cơ thể mình nó đủ cái sức khỏe để tu tập. Cho nên cuối cùng Ngài đã thọ nhận cái sự cúng dường của Sujata, một nữ, tức là một cô gái đi chăn cừu, chăn dê lúc bấy giờ, rồi vắt sữa, chăn bò, chăn gì đó, rồi vắt sữa để cúng dường Đức Thế Tôn. Và Ngài thọ nhận lại cái sự cúng dường này để nuôi dưỡng cơ thể tu tập, và quyết tâm hạ thủ công phu 49 ngày đêm thiền quán, Ngài chứng được tam minh giác ngộ thành Phật. Thì cái đường lối của Đức Phật mà lên án cái lối sống mà tham đắm dục lạc, nó là cực đoan. Rồi ép sát khổ hạnh, nó là cực đoan. Hai đường lối này Ngài thấy không có kết quả, cuối cùng từ bỏ hết và trở lại đời sống bình thường để giúp cho cơ thể mình có đủ sức khỏe để tu tập. Con đường đó gọi là con đường ngay chính giữa, nói theo thuật ngữ Phật học gọi là trung đạo. Tức là không cực đoan về ép sát khổ hạnh, cũng không thả cho cơ thể của mình tham đắm theo dục lạc. Chính cái việc làm này của Đức Phật, nó xác chứng được nguyên lý duyên khởi hình thành nên vũ trụ vạn tượng. Về mặt giới đức, nó là bỏ hai cái hình thái sống đam mê thác loạn trong dục vọng và khắc khổ hủy hoại thân thể, lìa bỏ hai lối sống cực đoan đó. Tức là không có thả lỏng mình để mình sống thác loạn theo dục, theo cái tham dục của mình, cái ái dục của mình, và cũng không có khắc khổ để ép sát của mình. Thì chính những cái điều này Đức Phật dạy cho chúng ta một trạng thái sống mới, đó là một cái hình thức sống mang tư tưởng hoàn toàn biết đủ để cho chúng ta được an lạc, ít ham muốn và biết đủ. Bây giờ ít ham muốn không phải là không ham muốn, nhưng mà ít ham muốn là ham muốn như thế nào để gọi là ít, phải không? Còn biết đủ, điều này không có nghĩa là chúng ta từ chối hết tất cả những nhu cầu sống, mà biết cái gì để gọi là biết đủ. Chúng ta cần phải suy nghĩ đến những điều này, hoàn toàn dựa vào sự cảm nhận, cảm thọ của tâm con người trên mặt bằng của ái dục, và chúng ta tiết chế nó, gọi là ít muốn. Và
Và chúng ta không để cho nó kéo mình đi, gọi là biết đủ, chứ không dựa vào hình thức vật chất ở bên ngoài. Ít ham muốn biết đủ là tùy theo hoàn cảnh khả năng của chúng ta. Chúng ta có khả năng chừng nào thì chúng ta sống theo cái khả năng của mình. Như hồi nãy thầy thí dụ mình có tiền mua được một chiếc xe máy thì chúng ta vui vẻ sử dụng nó, chứ đừng có ham hố quá khả năng của mình mà thấy người ta đi ô tô lượn vòng vòng rồi chúng ta cũng chạy vại để mà lo cho có được chiếc xe đó. Ham muốn quá với khả năng của mình nó sẽ tạo ra sự chán nản, mệt mỏi và cuối cùng là bất mãn. Cho nên con người ta phải lượng sức của mình để quyết định tất cả những ước muốn nhiều hay ít. Tinh thần đó gọi là thiểu dục, gọi là tri túc. Nếu sức lực của mình không đủ mà suốt ngày cứ loay hoay đeo đuổi những ước mơ, những vọng tưởng đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ là người chuốc lấy khổ đau. Đạo Phật gọi đó là vọng tưởng, tức là những cái suy nghĩ nó không có đúng, những cái ý niệm mà nó đem tới khổ đau cho mình gọi là vọng tưởng. Thí dụ như đang tụng kinh, quý vị đang tụng kinh, đang niệm Phật, mà bỗng dưng miệng chúng ta vẫn đọc không sót một chữ, mà tâm chúng ta lại nghĩ mênh mang nóng quá, ước gì mình gắn được cái máy điều hòa ở cái phòng tụng kinh, phòng sám hối cho nó đỡ nóng nực, khỏi đổ mồ hôi. Rồi làm thế nào để có được cái máy điều hòa, phải tính góp chỗ này góp chỗ kia cho nó đủ tiền. Quý vị thấy cái đó gọi là vọng tưởng. Điều này có xảy ra trong cuộc sống mình không? Nhiều. Bản thân thầy cũng có tụng kinh đó, tụng không có sót một chữ, không thiếu một chữ, mà tâm của mình thì ở tận thế giới nào. Rõ ràng trẻ trẻ giống như các chú 19, 20 tuổi vào chùa đó, quý vị biết nhiều khi cũng ham ngủ, đứng tụng kinh Lăng Nghiêm vậy, nhiều khi ngủ ở đời nào ngã ra ngủ té luôn á, tức là đứng mà ngủ ở trong bụng, té xuống mà miệng vẫn còn đọc đó. Ngồi thiền đó, ngồi kiết già ngủ cái bật chổng gọng lên, tức là mệt quá bổ ngửa ra, tức là ngồi trên bồ đòn nè, cái mình ngồi mình xếp bằng mà nó ngủ từ trong bụng rồi cái ngủ cái bật ra, cái là cái chân của mình nó đang kiết già cho nên nó cứng giống y như cái tượng bật ra vậy, rồi cái phải có người khác đỡ nắm bật trở lại. ở đó chúng tôi cũng có bị, tức là vọng tưởng, những thứ đó gọi là vọng tưởng. Tham muốn nó tạo điều kiện căn bản cho hệ quả bất mãn. Quý vị biết khi mình ham muốn mình sẽ dẫn tới những bất mãn. Chúng ta quên đi một điều căn bản là mình có biết, mình có muốn bao nhiêu điều nó vẫn chưa đủ. Một khi chúng ta đã khởi lên cái ý muốn, ham muốn, ở đây thầy nói là ham muốn, một khi mình đã có cái ý ham muốn rồi thì mình có được bao nhiêu nó vẫn chưa gọi là đủ. Cho nên chính vì thế mà ham muốn là nguyên nhân để dẫn tới những sự bất mãn. Tại vì khi mình muốn là mình muốn có được à, mình muốn nó thành tựu, nhưng mà nó đâu có thành. Nó thành được phần cái mình muốn, 2 phần, 5 phần. Trong cái xã hội hiện tại ngày nay đó, quý vị thấy mình khổ một điều là những cái nhà doanh nghiệp luôn phát động phong trào và bằng mọi cách để khai thác lòng ham muốn của con người. Quý vị thấy không? Quảng cáo rầm rộ, sinh ra để phục vụ. Trời, nghe ghê không? Thử mua coi, mua xong tới trả coi nó chịu không? Nó cũng phải nghe thế này thế kia ngắt déo lại chốt. Đó. Vậy mà mở miệng cái khách hàng là thượng đế. Không có vụ án đó đâu con. Trừ khi nào con đưa tiền cho nó ngọt thì con là thượng đế. Mà con mà ý kiến ý cò nó cho con làm thường dân ngay. Cho nên cái xã hội hiện đại đó, quý vị thấy mặc dù chúng ta có cái phước báo, phải nói nó có phước báo hơn cái thời gian khó, mình bệnh không có thuốc uống nữa, xin lỗi chứ chích thuốc rồi cái cây kim nó phải luộc lại và chích mấy lần chỗ đâm vô sực vậy, rồi nó bị nghẹt kim nó phải không cô? Đó. Tại vì luộc lại rồi phải chích cho người khác, cho nên tại làm sao mà người Việt Nam hiện tại làm một cái thống kê là gần 1/3 dân số bị nhiễm CVB, nhiễm gan CVB. Là do một cái thời khó khăn, chúng ta không có kim chích đâu, phải giờ chích một cái dục, hoặc là mình ghi một cái mình thấy nó bị nghẹt là mình bỏ, họ đó phải luộc lại một cái kim dài xong rồi chích sực giường, lụi không nghe mau rút ra lụi tiếp, lụi xong rồi nấu
nấu mà quý vị biết nhiệt độ sôi 100 độ nó vẫn không chết virus được. Này là kiến thức y khoa, tức là nhiệt nhiệt độ sôi đó vẫn chưa đủ để nó giết chết virus, cho nên là nhiễm bệnh là đúng rồi. Nó thì bây giờ mình ở cái xã hội hiện đại này, mình phải công nhận một điều, mình có phước hơn, có phước hơn cái thời khổ. Nói chuyện huề, giống như giàu nó sướng hơn thời nghèo, giống như đẹp cái tự nhiên thấy vui hơn lúc xấu. Nhưng mà quý vị biết, một khi mà phước báo chúng ta tăng, điều đó đồng với nghĩa tham dục của chúng ta bị khai thác triệt để. Khi mà tham dục chúng ta được khai thác như thế đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn đối diện với điều không chấp nhận, không vừa ý, và chúng ta không thỏa mãn với cái gì hết. Vì nó có nhiều dịch vụ quá, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị mua gạo thôi, chỗ này quý vị gọi mà 5 phút có gạo liền, quý vị sẽ thích hơn cái chỗ gọi 10 phút, đúng không? Mình gọi cái chỗ này mà cái chị đó chỉ nghe điện thoại xong chị nói trời ơi, chị nói chuyện quá ngọt, có gạo mới này đem ra cho chị liền, 5 phút là có liền, chị chờ tí nha. Còn mình gọi tới cái kia bà kia, bà nói làm gì vậy, đợi tí đi, người ta đang lu bu nè. Đó, quý vị thấy, mình bỏ tiền ra mình mua, mình có quyền lựa chọn dịch vụ, phải không? Đó là mặt bằng của tham dục. Nó đang mơn trớn, đang chạy, nó đang chạy đua. Cuối cùng chúng ta sẽ rơi vào một cái vòng xoáy, đó là không được thỏa mãn. Thầy thấy cái này là mấy cô trẻ trẻ là bị nhiều. Nó vướng tới vấn đề thời trang, phải không? Mod này xưa rồi, cũ rồi, lỗi thời rồi, phải không con? Cho nên phải bận đồ mod mới. Đó, mod gì không biết mà nó ra đường thầy sợ nó bị trúng gió. Nó mặc trống trước trống sau mà nó đi cày ngời ngoài đường nha. Thiệt là thầy chùm từ đầu tới chân nhà thầy còn bị trúng gió, mà nó đi trống lỏng vậy mà nó không trúng gió. Xin lỗi, thầy dị ứng mấy vị Phật tử mà đi tới chùa và mặc đồ mà nó dị hợm sao đâu á. Tại vì thầy thấy áo tràng nó đẹp, nó quen rồi. Tự nhiên bây giờ không phải áo tràng mà có, bữa hôm thầy có thấy có người mặc đồ tới, thầy nhìn mắc cười lắm. Nó có cái áo tay dài nha, nhưng mà cái tay áo nó chỉ tới đây thôi, tới cái này thôi. Tới đây thôi, bắt đầu nó trống hết rồi, phía dưới nó có hai miếng đi cà lủng lẳng phất phơ vậy. Rồi thêm cái áo khoác nó cũng bằng lưới nữa, trời đất quỷ thần. Rồi thêm cái khăn tròn cũng bằng lưới. Rồi cái nón cái gì nó quấn trên đầu cũng bằng lưới, thầy tưởng nó Alibaba chứ. Thầy kêu tới thầy nói con à, ở ngoài này là mùa gió chướng. Ở vị trí tu mùa này là mùa gió chướng, mà con đi một vòng thôi, coi chừng gió nó thốc vào thì dầu nước xanh môi ra sức không kịp. Nó không hiểu. Thầy nói đi cái hồi trước mua cái áo bận vô đến là trúng gió con. Mày đi chùa mày ăn mặc như thế gớm hả? Lúc đó nó mới hiểu ý thầy. Trời ơi, thầy nói chuyện quá dễ thương mà nó không hiểu. Đợi thầy nói trắng trợn ra vậy. Thầy nói xong rồi thầy nghe, thầy mắc cỡ gần chết vậy. Thì mấy đứa con thấy đó, thời trang thì nó luôn cải tiến. Mà cái cải tiến đó do đâu? Thực ra không phải do xu hướng thời đại, mà do những nhà thiết kế họ nghĩ ra. Rồi cái mình thấy mình thích, cộng với lại những cái lời mà giới thiệu của nó. Chỗ này là sành điệu nha, cái này là mod nhất nha. Cái gì sành, cái gì mod, chỉ có cái túi tiền của mình là sành thôi, phải không? Người không có 100.000 đâu có sành điệu được. Tại vì họ chỉ mua được cái áo 50.000 thôi, 30.000 thôi. Rồi 100.000 thì sành điệu kiểu 100.000, 500.000 sành điệu kiểu 500.000, 5 triệu sành điệu kiểu 5 triệu. Tất cả đều bị những nhà kinh doanh khai thác trên tâm tham dục của con người. Nó moi tiền mình bằng mọi cách, chứ không phải giỡn đâu. Rồi quý vị bị rơi vào cái vòng xoáy của nó. Trời ơi, mốt này nó lỗi thời rồi, các vật dụng năm trước nó đã lạc hậu rồi. Nhưng mà chẳng mấy ai có khả năng mua được những thứ mà mình nghĩ mình cần phải có, phải không quý vị? Ngay cả khi mình mua về rất là nhiều thứ đó, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ trở nên cũ kỹ hay hư hỏng. Tại vì nó bản chất nó thay đổi, chứ đâu có phải cái đồ nào nó còn bền hoài, nó còn tồn hoài đâu. Đừng có quảng cáo mà 60 năm vẫn chạy tốt, không có vụ án đó. Trừ khi nào cái thân của mình mình chịu đựng đó, thì mình mới nói cái câu chịu tốt, chạy tốt thôi.
Chứ còn mình mà buồn người đó thì mình cũng cảm thấy mệt. Khi mình thương người đó rồi, xin lỗi, mình chết, mình lết vô hờm, mình cũng vẫn ngóc lên đó, và mình nói một lời yêu thương, rồi xong đậy nắp quan tài lại chết tiếp. Tức là khi mình thương khi mình thương yêu là chúng ta chấp nhận, chúng ta không nghĩ gì hết. Còn khi mình buồn rồi, mình thất vọng rồi, xin lỗi, ngay kêu chế gói mì mình cũng làm không nổi, mình ghét rồi, phải không mấy cô? Khi mình thương, xin lỗi, mình chạy 10 cây số mình còn mua được ổ bánh mì về cho người mình thương đi, để giúp cho người đó mà vui mà, phải không? Đó. Hôm nay ngày 8 tháng 3 mà nó chạy đi mua, nó đi mua quá trời quá đất. Mấy chị là được lên hương ngày mùng 8 tháng 3 thì thấy nhiều khi thấy cũng thấy thương, thôi năm có một ngày. Thầy mà làm thủ tướng thì cho thêm nửa ngày nữa. Mấy cô tới chùa thầy vui lắm, nói chồng bữa nay con sai ông chồng con đã đờ luôn. Không đâu dám hé răng, 8 tháng 3 mà, hé răng tới số rồi. Qua ngày 9 tháng 3 bắt đầu hết rồi, hết hiệu lực rồi. Chúng ta bị cái xu hướng đó nó kéo mình rồi mình không có kiềm chế được. Tại vì năng lực tu tập mình chưa có, cho nên cuối cùng chúng ta trở thành người đua đòi. Đó, chạy theo để cho có, cho với người ta, để gọi là bằng chị bằng em. Thì điều này luôn làm cho chúng ta có một cái sự bất ổn ở trong tâm, tức là cái cảm giác của mình nó bất ổn. Thật sự đó quý vị, có rất nhiều tiền nhưng cảm giác bất ổn. Thầy có đọc một cái bài báo, cái anh đó, ảnh viết báo rồi sau anh còn gửi thư cho thầy đó, là xin thầy cho ảnh một ý kiến làm sao để ảnh hạnh phúc, vì ảnh muốn ly hôn vợ để cho vợ không có liên lụy. Vốn là công chức nhà nước, cả hai vợ chồng, rồi sau đó kinh doanh cũng thành công, rồi đầu tư thêm thành công, rồi làm vô nhà đất, cuối cùng bây giờ chỉ trong một tuần lễ trắng tay, tất cả đều phải trả hết nợ còn không đủ. Rồi khi không có tiền nó thoải mái giống như ngày xưa, tự nhiên cáo gắt. Ảnh nói dù ảnh rất là thương vợ, nhưng bây giờ vợ ảnh là không có quen nghèo, vợ ảnh là tiểu thơ, cho nên ảnh khuyên vợ ảnh nên về ở với nhà mẹ một thời gian đi, rồi ảnh sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà cuối cùng không khắc phục được, bây giờ 6 tháng tình cảm vợ chồng nó cũng lợt lạc. Cô vợ nghe như thế rồi cũng buồn bực, rồi cũng đi về nhà. Sai lầm như thế, bây giờ ảnh nói bây giờ ảnh chỉ có ly hôn mới không liên lụy tới vợ thôi. Tại vì ảnh làm ảnh chịu. Bây giờ tất cả những nơi khác mà ảnh thiếu nợ đó, người ta đòi ảnh. Bây giờ bán hết gia tài cũng không đủ. Đó, quý vị thấy đó. Ảnh hỏi thầy bây giờ làm cách nào. Ảnh chỉ mong cho vợ ảnh được bình yên, không liên lụy với ảnh. Chỉ có cách ảnh ly hôn thôi. Dù anh rất là yêu thương vợ anh. Đó, cuộc sống này nó đẩy chúng ta đi khi chúng ta không biết dừng lại. Nó bất ổn, bất ổn trong cuộc sống của mình. Nếu trái lại chúng ta tự nhủ rằng những gì mình đang hiện có là tốt lắm rồi. Quý vị đồng ý không? Cho nên quý vị phải viết một cái câu này nè, dán ở chỗ mình làm việc mình thường thấy. Vậy là tốt rồi. Không biết cái gì mà cứ ai mà đòi hỏi gì cái mình kêu đọc đi con. Vậy là tốt rồi. Tức là có 10 đồng thì tốt kiểu 10 đồng. Có 5 đồng chúng ta vẫn thấy có 5 đồng là tốt. Phải không? Đó. Có hột sòn thì tốt kiểu có hột sòn. Có hột é tốt kiểu có hột é. Chứ là chuyện tự nhiên có hột xè sòn mà mình muốn cái hơn nữa rồi hột é. Mình muốn có hột sòn thì nó khổ ghê lắm. Mình ở nhà lá thì mình cứ ở nhà lá, mình vẫn nghe được tiếng mưa rơi. Không, cũng lãng mạn chán đi. Ở nhà đúc, nhà lầu xin lỗi, không có mưa rơi đâu. Phải không quý vị? Nhà lá nó có cái thú vị của nhà lá, nó có cái hạnh phúc của nó. Trong căn nhà lá đó, mọi người biết yêu thương, quan tâm với nhau, bảo bọc nhau, vẫn còn hạnh phúc và ấm cúng hơn những ngôi nhà cao tầng mà vợ chồng một ngày nói chuyện với nhau chỉ 2 câu. Nhiều khi nói nhau chỉ bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn, thậm chí còn trao cho nhau những ánh mắt hận thù. Cho nên chúng ta phải thực tập cái tinh thần biết đủ, ít muốn của Đức Phật dạy. Chúng ta phải xác lập tư tưởng những gì ta hiện có đã là tốt lắm rồi. Nếu quý vị đó áp dụng cái điều này trong cuộc sống, chắc chắn các vị sẽ được thanh thản. Này, không có chối cãi đi đâu được hết. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không có mua thêm một cái thứ gì cho cuộc sống này. Chúng ta không phải là chúng ta từ chối những cái thứ mua sắm mới
xã hội thì vốn là nó luôn cải thiện cái cuộc sống mình bằng những cái vật dụng, phải không? Thầy thấy như cái đồ lau nhà đó, hồi xưa là mình xả cái nồi dẻ mình lau xong mình vắt rồi mình lau nữa. Mà quý vị biết làm cái kiểu đó, một cái nhà nào lớn đó, lau xong là tai nó lỡ. Hồi đó thầy lau chùa nè, lau xong á quý vị vắt riết á mà nó lấy tai, giờ phải kể công. Lau hết cái chánh điện này quý vị biết, lau xuống như lau bằng tay nó cực. Bây giờ có cái cây chọt chọt đẩy vài cái nó xong, trong gầm ghế mình cũng đẩy được. Còn mỗi lần phải dời ghế ra mà phải dời nhẹ nhàng, không được nghe tiếng khua, nhấc cái ghế ra rồi quét, quét xong rồi lau. Quý vị biết chỗ nó mệt gì đâu là mệt, bây giờ khỏi quét, lấy cái máy hút bụi hút cái nó xong, rồi lấy cái cây mình đẩy qua đẩy lại, mình có để cái viêm cái gì đó cho nó thơm đúng không, mình cúi xuống mình lại Phật nó mới nghe mùi mốc mùi này kia. Trời ơi quý vị biết hồi trước đó là trải chiếu mà có mấy người dẫn mấy đứa nít tới đó, trời ơi xong rồi nó trên đó luôn. Ủa thầy gớm gì đâu là gớm, thầy giặt rồi mà thầy vẫn có cảm giác là nó bị dính, cho nên là thầy đứng ở ngoài gặp thầy lại chứ đâu không đứng trên chiếc chiếu. Mà hồi xưa đâu có chiếu nhựa, chiếc chiếu nó bằng cái gì, bằng bằng cọng lát đó, nó còn cái đốm quý vị biết, nó còn cái dấu, nó còn cái màu thâm thâm. Trời ơi, thầy ám ảnh ghê lắm quý vị. Thầy thấy bây giờ nó tiện dụng thì những cái thứ nhu cầu đó, những cái gia dụng, những cái vật dụng mới đó trong xã hội cần cải thiện về mặt kỹ thuật, công nghệ vân vân, mình có nhu cầu về một thứ gì đó thì thật ra làm cho cuộc sống của chúng ta nó thăng hoa hơn, nó hiệu quả hơn, à, thì chúng ta mua sắm chẳng có gì là sai trái cả, miễn là mình có đủ tiền để mua hay không, phải không quý vị? Đụng tới tiền là quý vị phải suy nghĩ, quý vị muốn mua cái gì cũng được, nó tóm lại là vậy đó, nhưng mà có đủ tiền hay không đây mới là điều quan trọng. Và cái nguồn tiền này nó từ đâu, nó có bằng chính sức lao động của mình một cách chân chánh hay không, hay là nó được thu vén bằng những chiêu thức đen tối. Nói đơn giản tức là chúng ta sống theo chánh nghiệp, tức là nghề nghiệp chân chánh đó. Dù có mua được hay không, trong lòng mình vẫn thấy thanh thản. Vì sao? Vì mình hài lòng với những gì mình đang có. Chứ không phải có tiền là mua đâu. Quý vị biết á, không phải giỡn đâu. Thầy mang giấy tổ ong vậy chứ không phải là không có tiền đâu nha. Điều này không cần phải quảng cáo với lại các vị, phải không? Quý vị thấy ông Bill Gates không? Ổng là tỷ phú, đại tỷ phú, được đánh giá là tỷ phú mà giàu có nhất của hành tinh mình. Vậy mà ổng đi chiếc xe hơi nó bèo bọt gì đâu, chiếc xe mà cách đây hai mươi mấy năm, chiếc xe đời cũ đó, trong khi mình bây giờ không có tiền, có nhiều người không có tiền chạy đi mượn tiền để đổi xe đời mới, lãng dễ sợ. Lối sống đó là lối sống tiết kiệm, tức là chúng ta tiết kiệm theo tinh thần thiểu dục tri túc. Chúng ta mua sắm những thứ thật sự là cần thiết cho cuộc sống, không mua sắm vì đua đòi, vì bon chen. Tự nhiên thấy người ta có mình cũng có, vô lý. Trời ơi, người ta ốm, người ta đẹp, người cho nên người ta cao ráo, người ta bận áo dài. Đằng này không có được như thế mà đòi mua cái áo dài, mà áo dài phải kết cườm kìa, kết đá, kết gì. Trời ơi, bận đi cà sọt, cho nó nặng gần chết. Phải không quý vị? Ở đây đó, xin lỗi không phải là thầy muốn chỉ trích, nhưng mà chúng ta không có mua những thứ mà chúng ta cần thiết, mà chúng ta mua vì đua đòi, cho nên cuối cùng đó là chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nó dở khóc dở cười, đó là khi thất thế, lúc mà đang đà đó, phơi phới đó thì khoe khoang vỗ ngực xưng tên, tới lúc mà rớt xuống dưới dốc rồi lúc đó mới biết khổ đau vì sự tiêu xài hoang phí của mình. Cho nên lúc mà tiêu xài để mua đó, những cái đồ mà tốt đắt giá, dù mình có tiền, thầy chỉ mong các Phật tử hãy dừng lại 3 phút thôi để mình suy nghĩ rằng có những người còn nghèo hơn mình, khó hơn mình và thiếu thốn hơn mình nhiều, để chúng ta tiết kiệm cái sự phung phí của mình, mục đích vẫn là hạn chế sự ham muốn. Có một lần thầy rửa tay, mà quý vị biết tay thầy nó dính đầy mực, thầy phải mở cái vòi nước thật nhẹ thầy rửa, thì mấy mấy chú đó mới nói thầy cứ rửa, mở cái nước lớn rửa đi.
Thầy nó không được, rửa từ từ nó mới sạch. Còn rửa nước ào ào đó nó cũng lâu sạch mà nó hao nước. Tự nhiên lúc mà thầy thấy nước mở nhiều, thầy nhớ tới những người ở châu Phi đó không có nước uống. Có ai đó không biết gửi cho thầy một cái đường link, thầy coi về những cái hình ảnh đó, nó tương phản với nhau. Bên đây cái đứa nhỏ nó giục cái bánh ra ngoài ăn, còn bên kia thì hai mẹ con ở châu Phi, mà xin lỗi là hai bộ xương là đúng hơn, không có cái gì để ăn. Ở bên đây là cảnh phung phí, còn bên kia là cảnh nó thiếu thốn khổ sở. Bên đây là ngồi đánh laptop, đánh chơi game, chơi đồ này kia thoải mái, còn bên kia hình ảnh của những đứa trẻ em châu Phi nó ngồi nó viết chữ trên cát. Nó đi học không có phấn viết bảng, nó viết chữ ở trên cát. Không biết ai đó mà rất là tế nhị gửi cho thầy cái đường link đó. Thầy coi mà thầy thấy cuộc đời này đúng là có những thứ nó tương phản. Biết rằng là phước báo mỗi người nó mỗi khác, nhưng mà chúng ta cũng đừng có phung phí phước quá. Trong kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa có bốn chữ gì? Phước bất đường quyên. Tức là không có được mà phung phí cái phước báo của mình. Cho nên chúng ta muốn mua sắm cái gì, tiêu xài cái gì mà dù chúng ta có khả năng đó, hãy nghĩ đến những người còn khó khăn thiếu thốn, để chúng ta tiết kiệm bớt đi, giúp đỡ cho họ. Có một lần Đức Phật đến thọ trai ở nhà của Vương Tử Bồ Đề, tức là Bồ Đề đó, Vương Tử Giác Ngộ. Thì Vương Tử Giác Ngộ rất là sung sướng, hạnh phúc lắm, được thỉnh Đức Phật và chư tăng tới mà. Cho nên ông dọn dẹp nhà cửa cả tháng trời, ông trang trí trưng bày cái phủ của ông đẹp lắm, đẹp vô cùng, để đón Đức Phật và thánh chúng tới trong cái ngày thọ trai đó. Thì khi Đức Phật đi tới đó, quý vị biết Đức Phật dừng lại ở cái đầu cổng, và đích thân Vương Tử Giác Ngộ này cùng với gia quyến đi ra ngoài trước cổng đảnh lễ, quỳ xuống mọp sát chân của Đức Phật để thỉnh Đức Phật đi vào. Đi trên một cái tấm thảm màu trắng được trải từ ở trong sảnh đường chính ra tận cổng. Đức Phật đứng lại, Đức Phật không bước lên. Và ông quỳ như thế, ông đảnh lễ đúng ba lần, Đức Phật vẫn đứng yên không cử động. Và Đức Phật nhìn qua Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan hiểu được ý của Đức Phật, và Tôn giả A Nan mới tới nói: thưa Vương Tử, Đức Thế Tôn dạy ngài nên cuốn tấm thảm này, không nên phung phí như thế. Và lập tức ông cho người cuốn tấm thảm, và Đức Phật cùng với thánh chúng đi vào, chính thức quan lâm vào phủ đệ của ông để chứng minh cho buổi lễ cúng dường đó. Quý vị thấy đó, cái câu chuyện này nó được ghi lại trong kinh. Đức Phật rất xứng đáng để được bước lên tấm thảm trinh nguyên đó, tấm thảm đẹp nhất của vương phủ của ông. Vì ngài là bậc giác ngộ, ngài đã sạch hết tất cả những cấu quế của cuộc đời, những bụi bặm của hơn thua, của hận thù, của phiền não trần lao. Cho nên xứng đáng quá. Thế mà Đức Phật dừng lại ở đó đúng ba lần, cho dù ông rất là cung kính đảnh lễ để thỉnh ngài bước vào, nhưng Đức Phật chỉ im lặng đứng yên và đưa mắt nhìn qua Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan hiểu được ý Đức Phật, thánh đệ tử mà, ngài A Nan làm đệ tử là hiểu ý của thầy mình hết, cho nên hiểu được Đức Phật không bước lên, cho nên ngài mới nói với lại Vương Tử Giác Ngộ. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh Đức Phật không có bước lên đó đó là ngài nghĩ về những người nghèo khó, thiếu ăn, thiếu mặc, mà bây giờ lại trải lụa trắng ra, xin lỗi, lụa trên vai thảm. Thời đó bên anh ta chưa có làm thảm như mình đây, mà lụa, ta dệt lụa, ta trải ra. Hành động cao cả này của Đức Phật dạy cho chúng ta một cái bài học là tránh lãng phí. Nó bây giờ đang hô hào tránh lãng phí, chứ thực sự là thấy phung phí vô cùng. Phải không quý vị? Rất là phung phí. Cho nên chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có là một phẩm chất không thể thiếu trong cung cách sống yêu thương, và chúng ta biết san sẻ với người mình yêu thương. Khi ham muốn thôi thúc, thật sự chúng ta không có tinh thần vị tha. Đích thực là chúng ta không có tấm lòng vị tha. Vì bị cái sự ham muốn nó thôi thúc mình liên tục, chúng ta không có vị tha đâu. Chúng ta vị tha có điều kiện. Tức là khi mà cái sự ham muốn nó thúc giục mình, thì mình có thương ai, có quý ai, có mến ai, tất cả đều có điều kiện hết. Chứ không phải khi không một người tham như thế, chỉ lo ích kỷ cho bản thân của mình,
mà thương người khác không điều kiện thì chuyện đó không có, không bao giờ có. Đơn giản vì chúng ta không thể nào chia sẻ điều mình ước muốn cho người khác. Ví dụ như mình tham muốn có một chiếc xe hơi, chiếc ô tô, cố sức gom góp làm cho đủ tiền. Khi gặp mối lợi lộc nào đó chúng ta khó chia sẻ cho người khác lắm, tại vì mình đang cần tiền để mua chiếc xe mà, phải không? Mình đang cần gom lại mà, tự nhiên bây giờ mình chia cho người khác, giới thiệu mối làm ăn thì đâu có được, phải không quý vị? Cho nên ước muốn có chiếc xe thôi thúc làm cho chúng ta càng ngày càng tích góp cho đủ số tiền, thì điều này nó kéo chúng ta đi càng nhanh hơn tới cái mục đích là muốn có xe ô tô. Và chắc chắn chúng ta không thể nào có lòng vị tha để chia sẻ với người khác được hết, rất là hiếm khi xảy ra những trường hợp đó. Vì vậy ở đâu có ham muốn, ở đó có mặt của ích kỷ. Ham muốn là nhân và ích kỷ là quả, hệ quả tất yếu. Ham muốn và ích kỷ nó đi đôi với nhau. Ở đâu không có ham muốn, ở đó sẽ có vị tha. Với một người mà có cái tâm tham muốn ích kỷ thì chắc chắn người đó đang trải dài trên con đường khổ đau. Cái khổ nó chưa xuất hiện liền đâu, bây giờ nó đang được khoác trước những cái gương mặt rất là đẹp, trước những cái áo rất là đắt tiền, trước những cái bình phong rất là khiêu khích mình để gọi mời mình. Nhưng thực chất nó là con đường đau khổ. Người mà có tâm hài lòng biết đủ có nghĩa là người đó đang trải nghiệm hạnh phúc và trao tặng hạnh phúc cho người thân. Nếu như quý vị mà chịu để ý một chút thì mình cũng sẽ thấy anh em trong nhà mình thôi, người nào tánh như thế nào. Hễ cái người mà nó tham là mình biết ngay, cho dù nó có tiền chứ chưa chắc vậy nó có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà trong anh em mình có những người họ biết bằng lòng với những gì họ đang có, dù là họ không có khá nhưng có khi họ lại rất là hạnh phúc. Thưa quý vị, ở đây quý vị đừng có hiểu lầm một cái vấn đề là đạo Phật là kềm nén cái sự phát triển. Xã hội luôn tôn vinh những con người có ý chí phấn đấu và những cá nhân có khát vọng làm giàu. Điều này hoàn toàn không có trái ngược với tinh thần thiểu dục tri túc, vì đây là những khát vọng ước muốn tích cực. Nó mang cái tính là vượt khó, làm giàu từ những cái khó khăn, chứ không phải làm giàu trên xương máu của người khác, hay là đục khoét của người khác, hay là cướp của công thành của tư. Không phải, mà nó là sự vươn lên bằng những cái khó khăn, cần cù, thông minh, họ có sự sáng tạo. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy khuyến khích chúng ta làm giàu bởi bốn lý do cao thượng như sau. Một là tạo sung túc cho bản thân và gia đình. Thứ hai là giúp đỡ người thân và bạn bè. Thứ ba là hỗ trợ cho những kẻ kém may mắn bất hạnh. Và thứ tư là chia sẻ với đời sống các vị tu hành. Tức là chúng ta làm giàu trên bốn nguyên tắc này. Nhiều khi đó quý vị làm có nhiều tiền, quý vị cũng không hiểu được là có nhiều tiền để làm cái gì nữa. Phải không quý vị? Thầy hỏi con nè. Thí dụ con có 10 tỷ con làm gì? Đứng lên trả lời nói máy coi. Và thí dụ như con có 10 tỷ và con làm gì, trả lời liền, không có suy nghĩ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà con có 10 tỷ thì con chừa lại một số để sau này... Dạ, đủ sống thôi thầy. Con bỏ ngân hàng để lấy lãi. Còn bao nhiêu thì con đi từ thiện. Tôi có nhiều tiền quá mà thầy. Để tiền sợ người ta lấy. Có tiền sợ ta lấy con là mâu thuẫn, trong khi con có tiền con nguyện vọng là đi làm từ thiện để đưa cho người ta lấy, mà giờ sợ người ta lấy là sao, phải không? Đi làm từ thiện tức là mình mong cho người ta lấy, mà đem đi cho mà bây giờ sợ người ta lấy. Mà khôn khéo sao ta hỏi để lại bao nhiêu? Để lại vừa đủ. Bao nhiêu thì gọi là đủ? Không biết, thấy không quý vị? Thấy không? Cũng không biết. Đột ngột chúng ta có tiền nhiều, thực chất chúng ta vẫn chưa biết cách để xử lý đồng tiền. Mình có ít ít mình biết, tại vì mình đang nghèo nghèo nè, mình mơ ước mình có, thí dụ như mình có 10 triệu đi, mình ước mình có 20 triệu thì mình sẽ quản lý được 20 triệu đó, mình sẽ có thể sử dụng được, đúng. Nhưng mà đùng cái nó có 200 triệu, chưa chắc chúng ta xử lý đúng đâu.
chưa chắc chúng ta biết cách sử dụng đâu. Đó, cho nên quý vị phải thấy được một cái điều đó là chúng ta có tiền để làm cái gì. Đó, Đức Phật khuyên chúng ta làm giàu với bốn cái lý do như thầy vừa nói đó. Thứ nhất là tạo đời sống sung túc cho bản thân mình và gia đình. Thứ hai là cho người thân và bạn bè. Thứ ba là chia sẻ với người nghèo khó. Và thứ tư là cúng dường cho tăng lữ trong kinh Tăng Chi Bộ. Chúng ta có tiền chúng ta hướng tới những điều này. Mà thầy thấy hình như là ba cái phần sau thì nó ít, mà cái phần thứ nhất là nhiều. Cho nên nỗ lực làm giàu của chúng ta không những mang lợi ích cho bản thân mà còn góp phần tạo phúc lợi cho xã hội. Đây mới là điều quan trọng mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Không phải để thỏa mãn dục lạc, nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng phải có một phần. Hồi xưa nghèo thì ngủ dưới đất, thì bây giờ nghèo thì ít nhất cũng phải sắm được cái giường, phải không quý vị? Mình tiết kiệm thì mình mua cái tấm nệm 2 triệu thôi, chứ mua chi tấm nệm 20 triệu, phải không? Nó trước thì mình đắp bằng cái mền chỉ, mền con rồng, thì bây giờ mua cái mền chừng 300 ngàn được rồi, mua chi cái mền mấy triệu bạc. Trời, thầy thấy có mấy vị Phật tử tới khoe thầy chỗ con mua nguyên cái bộ ga gối rồi này kia, hai mấy 30 triệu. Thầy nói trời, người ta chỉ mơ có 15 triệu người ta cất một căn nhà tình thương tình nghĩa thôi, mà mua cái đồ ngủ không á là 30 mấy 40 triệu. Thầy nói mấy đứa con phung phí quá. Hồi xưa đó, xin lỗi, ngủ trong nếp. Quý vị biết cái nếp không? Mấy đứa con biết cái nếp không? Không biết. Ở quê thầy đó, đi làm đồng làm ruộng đó là đâu có văng mùng được, gió nó bay rồi làm sao văng được, giữa đồng mà văng ở đâu, dây ở đâu văng. Cho nên cái tấm đệm đó người ta mai hai tấm đệm lại, rồi người ta chườm cái lỗ nhỏ cái mình chung vô, tức là giống như mai cái túi vậy, chừa đủ cái chỗ mình chung vô, nằm lại chùm lại để mũi nó khỏi chung vô nó cắn. Hồi nhỏ thầy cũng đi đồng, thầy khoái lắm, nghe đi đồng được bắt dế đá chứ không làm gì đó. Trời ơi, thầy khoái nghe tiếng dế gái lắm, mà ngủ cái nếp đó nó ngợp thở về đâu, mũi cắn ngủ không được. Cái nếp là cái đó đó, thầy ở quê cho nên thầy biết được mấy thứ đó. Thì trên cái tinh thần của kinh Tăng Chi Bộ thầy vừa nêu đó, quý vị thấy mình làm giàu cho bản thân nó phải có một cái phần nào đó, chúng ta không phải là hưởng thụ nhưng mà chúng ta cũng nhận từ cái hoa trái của cuộc đời do chính chúng ta làm ra, nhưng mục đích tối hậu vẫn là làm phúc lợi cho xã hội. Thì quý vị thấy thực tế đó, những doanh nhân và những người mà làm công tác từ thiện đó, họ là những người đóng vai trò trong cái vấn đề tạo ra phúc lợi cho xã hội. Họ còn tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người để thúc đẩy cho xã hội nó phát triển mạnh, nó giàu có. Tại thấy có nhiều người mới nói mấy cái người đó góp ý là thôi tham chi nữa. Nhưng thực ra đó, những doanh nhân đó, họ những doanh nghiệp đó, họ tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp, phải không? Họ chấp nhận lỗ lã, họ chấp nhận đương đầu với lại cái sự cay nghiệt của thương trường. Nhưng mà họ tạo được công ăn việc làm cho bao nhiêu người, đó cũng là phúc lợi. Thầy có quen với lại một vài vị mà là doanh nghiệp trẻ, bây giờ thầy thấy rất là dễ thương. Họ chỉ hoạt động với tính cách là tạo công ăn việc làm cho công nhân thôi. Họ không cần làm giàu. Có những anh từng đi bưng cho những cái quán ăn ngày xưa, mà quý vị biết phải chút cái đồ ăn dư lại để đem về nhà ăn. Nghèo tới mức đó, mà bây giờ làm giám đốc. Thì anh nghĩ là, mà anh nói là tụi con cũng có nhiều tiền để mua này mua kia, nhưng mà tụi con làm sao ổn định công ăn việc làm cho công nhân. Chúng con mừng rồi, không cần làm gì nữa, tại vốn mình không có, thì do lắm chết cũng đâu có sao. Bị sức ép của doanh nghiệp khác lớn hơn, hoặc là những cái chính sách nó thay đổi, mà nó con cũng chẳng sợ, miễn làm sao bảo vệ đời sống của công nhân là được rồi. Cho nên nỗ lực làm giàu đối với người Phật tử có hai mục đích: tự lợi và lợi tha. Đừng có thiên về cái tự lợi đối với bản thân của mình ha, phải làm lợi ích cho người khác. Có một cái câu chuyện mà thầy được đọc, thầy thấy nó cũng có cái triết lý lắm. Tức là có một cái anh đó là thợ đánh cá, tức là cái người đánh cá, câu cá chứ, anh câu cá. Thì ảnh làm cho một cái ông chủ này, thì bữa nọ ảnh nằm đó, nằm im đó rồi ảnh hút thuốc. Thì ông chủ hỏi tại sao mà anh không làm việc nữa. Thì cái anh này nói là tôi làm đủ rồi, hôm nay tôi đã làm đủ rồi. Thì cái ông chủ mới nói tại sao anh không làm thêm.
Anh câu thêm nữa. Thì cái anh này mới hỏi câu thêm để làm gì? Thì cái ông chủ này ông mới nói là anh có thể kiếm thêm tiền từ cái sản phẩm anh làm thêm. Anh có thể mua được những thứ mà anh cần thiết trong cuộc sống. Và có thể anh tích góp nó, anh mua một cái tàu, một chiếc tàu. Và từ từ anh có thể làm chủ được. Chứ anh không phải đi làm thuê nữa, mà anh là cái người làm chủ. Và anh đánh bắt được nhiều hơn nữa. Và sau đó anh có thể anh mua được nhiều thuyền. Và anh có một đội thuyền. Và anh trở thành một người chủ, trở nên giàu có giống như tôi hôm nay. Thì lúc đó các anh em, anh mới hỏi một câu: và lúc đó thì tôi sẽ làm gì? Cái ông chủ này ông cũng bất ngờ khi cái thằng quỷ này nó hỏi vô duyên quá, phải không? Ông đang vẽ ra một cái tương lai rất đẹp cho nó, là nó sẽ làm chủ trong tương lai. Thì nó lại hỏi lại ông là: và lúc đó thì tôi sẽ phải làm gì? Thì ông này mới nói là: thì anh có thể tận hưởng cái hương vị của cuộc đời, của cuộc sống. Mà anh thích làm được cái gì thì anh thích làm. Anh muốn cái gì được là anh muốn hết. Tức là anh thích được là anh thích là anh được, anh muốn là anh được, lúc đó anh thoải mái, anh tự do. Thì cái người này câu cá mới nói: vậy chứ ông nghĩ tôi đang làm gì đây? Tôi đang thích nằm thì tôi được nằm nè. Tôi đang thích không muốn câu cá nữa thì tôi đang được không muốn câu cá nè. Thì ông còn muốn tôi làm gì? Mục đích cuối cùng của ông vẫn là đưa tôi đi tới cái chỗ là muốn được cái gì là được cái đó, muốn cái gì được cái đó. Mà cái muốn của ông chủ này là phải nhiều tiền. Nó, trong khi cái anh này ảnh lái ngược lại, là anh nói: vậy chứ tôi đang làm gì đây, tôi cũng đang nằm đấy. Đó. Cho nên quý vị thấy đó, câu chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà cái triết lý của nó vô cùng sâu xa. Ở đây không phải là thầy muốn nói thêm về cái anh chàng này là ảnh không có muốn vươn lên. Thực chất là ảnh cảm thấy đủ trong cái có. Ảnh cảm thấy đủ trong cái có. Cái thái độ đó đó nó mới giúp cho chúng ta được thanh thản. Vì mục đích của ông chủ này là ổng nghĩ rằng là có nhiều tiền mới thanh thản. Trong khi anh này anh nghĩ rằng là ảnh hiện tại anh có như vậy là ảnh thanh thản rồi, chứ không đợi làm tới gì khác hết. Bởi vì thiểu dục tri túc, thưa quý vị, thực ra nó không có cổ vũ cho sự ích kỷ, mà chỉ nghĩ đến sự hưởng thụ bản thân, không có chuyện đó. Thiểu dục tri túc đồng nghĩa với lại vấn đề mà chúng ta cân bằng được cái trạng thái tâm lý đua đòi của mình giữa những sự hơn thua, được mất, thành bại của cuộc đời. Mục đích của nó là như thế. Cho nên nỗ lực làm giàu bằng đôi tay, bằng khói óc của mình, thì chúng ta sẽ có được những nếp sống cao thượng rất đáng được tôn vinh. Thì quý vị thấy đó, khi mà chúng ta cảm thấy đủ cho bản thân mà chúng ta vẫn phấn đấu để khắc phục đời sống cho người khác, hay là chúng ta vì một cái mục đích cao thượng giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ người nghèo, những người bất hạnh, cúng dường cho các vị tu hành giống như bài kinh chúng ta đề cập, thì vấn đề đó rất đáng được trân quý. Chúng ta luôn sống hướng thượng, đẹp cho mình, đẹp cho cuộc đời, lợi cho mình, lợi cho thế nhân. Điều đáng nói là có những người trong cuộc sống hiện tại đó, tại thấy họ không có thiếu gì hết đó. Họ có thừa, nhưng mà họ luôn sống cao có, gắt gỏng với mọi người. Quý vị có nhận ra được điều này không? Họ không có thiếu gì hết mà lúc nào chân mày họ nhíu vậy nè. Chi vậy? Thầy không có cọng tóc lúc nào cũng phơi phới. Gì cười? Không phải sao? Họ có tùm lum tùm la mà lúc nào cũng nhíu mặt nhăn mày hết. Tại vì họ lo, họ sợ mất, giống như nãy cô này nói đó. Nó không có làm chi để rồi cũng mất, sợ mất, lo mất. Nó là như thế đó. Lắm khi là chúng ta than thở, cầu cạnh người khác để xin thêm nữa. Đêm ngày không ngủ được, lo nghĩ đến trăm mưu ngàn kế để đạt cho được điều mong ước. Có rồi còn ưng có thêm, mong cầu điều này cho đạt. Đạt được rồi kéo mong thêm cái khác cho mới. Một sinh ra hai, hai sinh ra ba. Nó sinh ra bề bộn rồi, cho nên tâm trạng lúc nào nó cũng bời rời hết. Tức là không lúc nào mình thanh thản hết. Hãy nói thiệt, tại thấy mấy người giàu có ít thanh thản.
lúc nào cũng lo lắng lo toan, như giống như mấy cái vị Phật tử mà bình thường nó tới chùa thầy, xin lỗi quý vị, có thể làm công quả, có thể nói chuyện. Còn mấy người mà bận rộn, quý vị biết tới chùa mấy phút thôi thì phải đi về, phải giải quyết công việc. Thầy nói thôi đi, cứ về đi con, khi nào đóng nắp quan tài lại mới biết là mình được rảnh rang. Thầy xỉa xói ghê lắm con. Cái tâm trạng lúc nào nó cũng rối bời như thế thì làm sao được thanh thản, quý vị đồng ý không? Cho nên mình muốn an tịnh được tâm hồn để vui hưởng cuộc sống, chắc chắn chúng ta phải hướng đến tha nhân. Có một đôi vợ chồng nọ làm cái nghề đốn củi ở trong rừng, họ nghèo lắm. Quý vị biết đốn củi để mà đổi gạo ăn mà. Hai vợ chồng nghèo khó như thế. Thì một bữa hôm ông chồng, ổng đốn củi, rồi ổng bới cái gốc cây lên thì vô tình ổng đào được một cái tượng La Hán bằng vàng. Khi ổng về, ổng đem cái tượng La Hán về, hay vợ mừng quá, thế là cuộc sống đổi đời. Nhà được cất lên, phải không? Vật dụng được mua sắm đầy đủ, vườn tược được mở mang, rộng rãi, rồi kẻ hầu người hạ. Đó, hồi đó thì làm lam lũ không có cơm ăn, bây giờ cơm dân nước rót tới miệng, ngán, nhìn thấy nó không vô, chẳng gì đâu. Thầy thấy có nhiều người tới chùa, sao bây giờ con thấy thức ăn con ăn không vô, con thấy ngán. Thầy nói con ơi con, người ta chỉ mơ có cái đồ, có cái tô mà thức ăn thừa nó còn dư lại đó, người ta lấy người ta ăn, còn không có. Thằng này thấy ngán, ăn không vô, không có bệnh, không có bệnh hoạn gì vậy. Sao này thầy biết điệu chảnh. Trong đó có thầy. Thì cái ông chủ này nè, bây giờ ổng cũng bị cái bệnh đó đó. Tức là ổng lúc nào cũng buồn bã, cũng bất mãn, cũng cao có với kẻ ăn người ở. Và một điều lúc nào ổng đi vô đi ra ổng cũng đâm chiêu hết. Thì bà vợ mới thắc mắc là ông à, hồi xưa mình nghèo quá không có cơm ăn, bây giờ cơm thì thừa thải. Hồi xưa không có nhà ở thì bây giờ lầu đài gác tía nó đầy hết. Hồi xưa vợ chồng lam lũ đốn của, bây giờ là ở trong trướng phủ màn che, kẻ hầu người hạ, mà bây giờ ông cứ lo là lo cái gì. Cái ông chồng mới ngồi xuống, mới hớp một ngụm trà. Bởi đàn bà không có biết cái gì hết á. Bà có biết là từ ngày mà tôi đem cái tượng La Hán này về, tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên không? Bà hỏi làm gì mà ăn ngon ngủ không yên? Ông là nghe bây giờ là sướng quá trời. Tại vì tôi nghĩ tới 17 tượng còn lại ở đâu. Tại vì có tới 18 tượng La Hán, bây giờ mới có 1 tượng, còn 17 tượng kia ở đâu. Bà thử nghĩ có làm sao tôi ăn cho ngon, tôi ngủ cho yên khi mà tôi chưa biết được 17 tượng La Hán còn lại ở đâu. Nó, ông nói vậy đó. Người chồng tham lam cuối cùng cứ suy nghĩ về 17 tượng La Hán đó, rồi sanh bệnh, rồi chết. Nó bỏ tật. Quý vị suy nghĩ coi có khi nào mình giống con cha quỷ này không? Có không? Có. Chắc chắn có. Bản thân thầy cũng có nè, thầy nói thiệt. Thầy không có vướng vào trong cái vật chất, nhưng mà thỉnh thoảng thầy thấy thầy cũng vướng vào những thứ khác. Tức là mình có được cái này, sao mình muốn có được những thứ khác. Ví dụ như đệ tử thầy đã ngoan rồi, thầy muốn phải học giỏi. Đã học giỏi rồi, thầy muốn phải khẳng định vị trí mình. Đã khẳng định được vị trí mình, thầy muốn các chú đệ tử của thầy phải kế thừa sự nghiệp của thầy một cách vẻ vang. Chứ họ đừng có kiểu cha làm thầy con đốt sách. Thỉnh thoảng thầy cũng thấy là thầy bắt đầu giống cái ông này, cứ suy nghĩ hoài. Vì mình nghĩ đệ tử mình sẽ được thế này, sẽ được thế kia, nhưng mà thực chất nó không có được vậy đâu. Mình phải bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại là hạnh phúc. Thầy thấy cái miệng thầy nó leo lẻo như vậy đó, mà thầy cũng vẫn cứ khô hỏi khổ, cứ khổ hoài. Cho nên là đêm trong đèn không ngủ được. Lòng con người là như thế, hễ mà trước cảnh thì sinh tình. Tức là vướng vào cảnh nào chúng ta sẽ bị đắm lụy bởi cảnh đó, bị chi phối. Nó thầy ở chùa mà còn như thế thì huống chi Phật tử tại gia. Cho nên các vị Phật tử mà tới than van chồng thế này, than van chồng thế kia, rồi các vị nói vợ không có trách nhiệm. Thầy nói thôi con ơi, ai thấy cảnh cũng vướng, thầy thấy thầy cũng vướng.
Nhưng mà quan trọng là mình biết chia sẻ với người đó để kéo người đó trở lại, chứ đừng có làm gay gắt quá đi. Giống như có một cô Phật tử vậy đó, bây giờ khổ lắm, tức là chồng ở bên Úc rước qua, rồi bây giờ phát hiện ra chồng phản bội mà cổ nói thì ông chồng ông chối. Ông chối rồi bây giờ ông đi về Việt Nam. Về Việt Nam hẹn với cái cô mà chít chát trên mạng đó. Hẹn với cô đó mà cô người vợ biết được, bắt được luôn đó, nói luôn mà ổng không chối. Rồi xong cái cô vợ này đi nhờ cái đứa em đón ở sân bay, đi rình, đi chụp hình, rồi đi vô tới khách sạn, cái người em đó không kềm nén được, mới la lên tại sao anh lại đối xử với chị tôi như thế, gọi điện về cho bà chị mới la sùm, và cái con nhỏ kia nó cuốn gói nó bỏ chạy. Thế là ông này cũng làm rùm beng lên, nó tại sao mà làm cho ông mắc mặt như vậy, cứ để cho ông đi chơi mấy bữa đi rồi ông về ông nuôi con. Trời ơi quá dễ thương, đi chơi mấy bữa cho thoải mái về nuôi con. Bá hiền quá phải không quý vị? Nhưng mà thực chất cái người vợ đó xử lý không khéo. Thầy nói con khờ quá, con chụp hình để sau này đó chồng con mà có nói cái gì đó con đưa cái hình ra, em biết hết nhưng em không nói. Thì ông chồng phải sợ mình hơn phải không? Đằng này đi làm rùm beng như thế, ổng lỡ rồi, ổng sĩ diện mà, cho nên là đứt luôn. Thầy thấy khổ quá đi, quá là khổ đi. Nếu không biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta không bao giờ có khả năng hạnh phúc trong hiện tại. Chắc chắn là như thế, thưa quý vị. Chúng ta thường hay quên rằng hạnh phúc không phải do chúng ta đạt được cái mà chúng ta không có, mà đúng hơn là chúng ta nhận biết và trân trọng những gì chúng ta đang có. Phải không đại chúng? Thầy xin nói lại một lần nữa, tại vì câu này nó hay quá. Hạnh phúc không phải do những thứ chúng ta đạt được khi chúng ta chưa có, mà hạnh phúc đến được từ nhận thức rằng chúng ta trân trọng những gì mình đang có. Mình hãy quay về với cuộc sống hiện tại của mình, bằng lòng với những gì mình đang có. Đó là pháp sống mang lại hạnh phúc đích thực cho mình, mà giáo lý của nhà Phật gọi là thiểu dục tri túc. Thật ra thưa quý vị, chúng ta cũng có dễ dàng khởi lên những cái suy nghĩ ngộ nhận rằng cái giáo lý mà tri túc thường lạc này đó, nó làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ nó dường như mâu thuẫn. Có một người đó đó, thầy nhớ có cái anh đó, thầy không có nhớ, không nhớ là ở đâu, nhưng mà cách đây cũng lâu rồi, 7-8 năm, anh tên hỏi: thưa thầy, khát vọng và nhu cầu là hai động lực để thúc đẩy phát triển xã hội, thế tại sao Phật giáo lại chủ trương thiểu dục tri túc? Như thế có đàn áp khát vọng của con người và làm chậm bước tiến của xã hội không thầy? Câu hỏi này thầy thấy nó vừa lạnh lùng mà nó vừa thẳng thắn. Tức là cái khát vọng mà để làm giàu, cái khát vọng để làm mới, làm đẹp, làm tốt hơn cho xã hội, và cái nhu cầu của con người là không có phủ nhận được nha. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi ở đây, với lại quý vị ngồi một cái chỗ nó rộng hơn, cái chân nó thoải mái hơn, và được ngồi trong một khán phòng có ghế, có máy điều hòa, quý vị thích chỗ nào? Tức là vẫn nghe thuyết pháp không, mà nghe ngồi ở chỗ nó chật cứng, nó nóng gần chết. Cho nên cái nhu cầu của chúng ta trong cuộc sống và cái khát vọng, nó là hai động lực để thúc đẩy sự phát triển xã hội, quý vị nhớ nha. Phật giáo mình chủ trương thiểu dục tri túc như thế, ảnh hỏi rất là gắt gao. Chủ trương thiểu dục tri túc như vậy có khi nào đàn áp cái khát vọng của con người không? Tức là bóp lại, chặn đứng cái sự phát triển của xã hội hay không? Câu hỏi này nó lạnh lùng, thẳng thắn. Thầy nghĩ để hiểu được vấn đề này thì chúng ta cần phải biết rõ về thiểu dục tri túc một cách chắc chắn rõ ràng, chứ không có thể mà nói bâng quơ được quý vị. Thiểu dục tri túc đó, thì cái pháp này Đức Phật dạy cho chúng ta trên nguyên tắc của giới hạnh, tức là đứng về cái phạm trù đạo đức mà Đức Phật dạy, chứ không có kìm hãm sự phát triển của xã hội. Anh đang làm tiếng thì anh cứ làm tiếng,
Vì đó là nhu cầu của xã hội. Hồi xưa dân mình nó có 20-30 triệu, bây giờ dân mình nó cả 100 triệu, phải không? Thế giới hồi xưa nó có bao nhiêu, mấy trăm triệu dân, bây giờ nó lên tới 5 tỷ, thì bây giờ anh phải làm nhiều hơn. Hồi xưa mình làm cho nhà mình có 5 người ăn, bây giờ nhà mình 5 người đó, nó có vợ có chồng là 10 người, nó đẻ ra con cháu thành 30 người, thì anh cũng làm giống y như ngày xưa là chết đói. Cho nên tiểu dục tri túc được Đức Phật xây dựng trên nền tảng của đạo đức và giới hạnh. Các vị phải nhớ điều này. Tức là để chúng ta không có buông lung mình, sống quá cực đoan, sống quá tham dục. Thiểu dục là để cho chúng ta bớt ham muốn, là bớt trôi chảy theo cái dục lạc. Hãy chúng ta muốn là chiều là đâu có được. Mình thả trôi mình như thế là không có được. Nuông chiều cái bản ngã mình nó trôi chảy lên trên cái mặt bằng của tham dục, thì không thể nào quý vị tìm được sự an lạc đích thực. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thiểu dục chính là giúp cho chúng ta sống trong một cái phạm trù hoàn toàn mang tính cách đạo đức. Đức Phật dạy chúng ta biết đủ là để cho chúng ta tăng trưởng giới hạnh. Nó là hệ quả của trí thức sâu xa bắt nguồn từ sự chứng ngộ. Quý vị phải nhớ Đức Phật chứng ngộ mới dạy ra điều này. Chứ Đức Phật chưa chứng ngộ, xin lỗi, dạy chúng ta cũng không có thực hành được tốt đâu. Mà chứng thực ở trong cái đời sống, cho nên về mặt nhận thức, đây là nguyên lý duyên khởi để mà vận hành lên tất cả thế giới vạn tượng xung quanh chúng ta. Nào, quý vị thấy cắm một cái dĩa hoa như thế này là mất 5 phút cho tới 10 phút là cũng đẹp rồi, cũng quá đẹp rồi. Chứ cần chỉ mà cắm 3 bên 4 phía nó vòng quanh đây mất 2 tiếng đồng hồ mà xấu quá. Phải không quý vị? Hễ mà cắm hoa đẹp quá thì ông thầy sẽ xấu đi. Cho nên cắm hoa vừa thôi ông thầy mới nổi bật. Quý vị muốn đẹp cứ tìm người xấu mà ngồi kế tự nhiên mình đẹp à. Tại vì nó xấu tự nhiên mình đẹp ra. Quý vị muốn cao cái đứng gần cái người thấp, quý vị muốn trắng cái ngồi kế người đen, nó có cái sự tương phản, nhưng phải nhẹ nhàng ngọt ngào. Chứ mình tới mình làm bộ thấy người ta cái mình đo người ta ngang dài mà nó kiểu đó, nó chửi mình chết đó. Phải không? Do đó thiểu dục tri túc, thưa quý vị, nó giúp cho chúng ta ghìm cương lại để chúng ta sống đạo đức hơn, từ bỏ hình thái sống đam mê cuồng loạn trong dục vọng và khắc khổ hủy hoại bản thân. Đây là mục tiêu chính của thiểu dục tri túc, chặn đứng mọi thác loạn sống ngũ dục tham đắm của chúng ta, và không để cho chúng ta rơi vào cái hình thái cực đoan, đó là sống ép sát khổ hạnh. Hoàn toàn nó nằm trên cái nền tảng của giới hạnh, của đạo đức con người, chứ nó không phải kiềm hãm. Do đó thiểu dục tri túc trước hết thì chúng ta phải biết nó là một cái chủ trương sống để làm đẹp cuộc đời. Đây hoàn toàn nó thuộc về thái độ tâm lý sống, không phải là giáo điều cứng nhắc trói buộc con người ta phải làm theo, mà nó là thái độ tâm lý. Chứ chúng ta không có giáo điều ở chỗ này nha, Đức Phật dạy thôi. Vì chúng ta ổn định được cái tâm lý của mình, không có chạy đua theo thời trang ha, chúng ta không có lăng xăng lộn xộn với lại vật chất, bon chen đua đòi danh lợi, tự nhiên lòng mình thanh thản, đây là yếu tố tâm lý. Chứ không phải chúng ta cầu toàn hay là chúng ta cầu an cho bản thân, mà chúng ta tạo cho cái tâm của mình nó bình yên. Bởi vì đó, nếu mà nói biết đủ chứ chúng ta không biết bao nhiêu là đủ, còn nói ít ham muốn chứ chúng ta có biết chừng nào mới gọi là ít, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ít muốn biết đủ, thì chúng ta biết cái ít muốn đó nó có thể mở rộng ra và cũng có thể thu hẹp được. Mục tiêu của ít ham muốn là không để cho chúng ta chạy đua theo tham dục để thỏa mãn tất cả những dục vọng của mình. Biết đủ là để giúp cho chúng ta bằng lòng với hiện tại, đó là cách chúng ta hạnh phúc. Không có thể nào bán vé số mà ăn cơm sườn được, phải không quý vị? Khi mình bán vé số thì mình biết mình ăn cơm với đậu hũ thôi, hoặc là ăn với dưa mắm thôi con. Ăn cơm sườn thì mai mốt là không có vé số nữa, mà chúng ta phải bù tiền ở chỗ khác vào. Mà bù tiền chỗ khác thì chúng ta không có cái nguồn. Không có nguồn thì chúng ta phải đi kiếm. Đi kiếm thì nó trở thành tệ nạn của xã hội. Cho nên ít muốn biết đủ
là một cái chất xúc tác để giúp cho chúng ta quân bình lại tất cả những trạng thái tâm lý đua đòi hơn thua của con người, giúp cho chúng ta không đam mê điên cuồng để thỏa mãn những bản năng dục vọng của mình, cũng không quá khắt khe với bản thân mang tính cách cực đoan khổ hạnh. Vì nếu để bản thân chúng ta phóng túng đam mê trong mê cung của bản năng dục vọng thì đó là hệ quả của chủ nghĩa cực đoan đoạn diệt. Quý vị biết khi chúng ta mà thả mình sống theo bản năng thì đó là con đường đi tới đoạn diệt. Chắc chắn, hệ bản năng thì quý vị thấy đâu có gì kiềm chế được. Có những con người mà quý vị thấy họ không có tự chủ được, bình thường họ không dám làm, nhưng mà lúc mà họ không có kiềm chế được, họ sống hoàn toàn với bản năng của họ thì quý vị chịu thua. Gặp những người này quý vị khổ lắm. Ngược lại, nếu như chúng ta giam hãm, hành hạ mình, làm cho cuộc đời của mình trở nên là đau thương thì quý vị đang rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Tại vì mình đã rơi vào đoạn diệt, bây giờ chúng ta rơi vào cực đoan này là cực đoan của thường tại, mà đoạn diệt và thường tại là điều đem tới cho chúng ta khổ sở trong cuộc sống. Vì cuộc sống này vốn là vô thường, không sinh cũng không diệt. Cái này có nên cái kia có, cái này diệt nên cái kia diệt, cái này sanh nên cái kia sanh. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Đức Phật nói điều này trong Kinh Niết Bàn. Các pháp có ra do nhân duyên nó sanh, và cũng theo nhân duyên mà nó diệt. Như vậy chúng ta nhìn tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống xung quanh chúng ta, từ vật chất cho đến tình cảm, đời sống cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều là nhân duyên hết thưa quý vị. Chứ không có kiểu mà đặt để đâu nó rớt xuống, không có. Nó đều có nhân duyên hết. Thì chúng ta biết nó là nhân duyên thì không thể nào chúng ta để cho mình rơi vào trạng thái đoạn diệt hay là cực đoan được. Thì hai cái sắc thái sống cực đoan này nó là hai biên độ vô cùng khổ đau, tạo nên cho xã hội những chết chóc, những khổ lụy nếu ép thân hành khổ hoặc là thác loạn điên cuồng, phóng túng, buông thả dục tình tham vọng. Những cực đoan này nó làm cho chúng ta không bao giờ được an lạc. Và chính hai cái thái độ cực đoan này nhờ Đức Phật soi sáng và cho chúng ta một con đường đi bình yên, đó gọi là con đường trung đạo. Cho nên ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có hỏi một thầy tỳ kheo trước khi xuất gia. Thầy tỳ kheo này là một cái người đánh đàn rất là hay. Thầy Đức Phật mới hỏi thầy tỳ kheo đó: dây đàn này mà dùng quá thì nó có phát ra được cái âm thanh hay được không? Thầy tỳ kheo đó mới nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu dây đàn dùng thì sẽ không bao giờ phát ra được tiếng réo rắt. Đức Phật nói: còn dây đàn căng quá thì sao? Thầy tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, nếu dây đàn căng quá thì đứt. Đức Phật mới hỏi: nếu lên dây đàn vừa phải thì thế nào? Thầy tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, dây đàn mà lên vừa phải thì sẽ phát ra được những nốt nhạc tuyệt vời, những âm thanh vi diệu. Từ đó Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo cũng vậy. Người tu học theo giáo lý của đạo Phật, dù xuất gia hay tại gia, không theo hai trạng thái cực đoan mà phải thực hành theo con đường trung đạo, tức là không thả lỏng mình đắm vào trong dục tình bản năng thác loạn, và cũng không nên ép mình quá khắc khổ, mà phải nhìn vào nó để chúng ta chuyên tâm quán niệm về những tham dục của mình, không để cho chúng ta bị kẹt vào những thứ thấp hèn của dục lạc, không xứng đáng và không có lợi ích. Chuyên tâm khổ hạnh thì sẽ gây khổ đau, cũng không xứng đáng, không lợi ích. Cũng giống như tiếng đàn kia có thể phát ra được tiếng hay réo rắt, chính nhờ biết điều chỉnh dây đàn vừa phải, không quá dùng cũng không quá thẳng. Đức Phật nói rất là rõ, nếu mà chuyên tâm tham đắm dục lạc thấp hèn thì đời sống đó là đời sống cực đoan,
không có lợi ích, không xứng đáng. Quý vị thấy Đức Phật nói hay không? Mà ngược lại chúng ta ép sát mình khổ hạnh cũng là không xứng đáng, cũng là cực đoan, cũng không có lợi ích. Có một lần thầy nói cái điều này với các em sinh viên thì nó mới nói: thưa thầy, thực ra đời sống của chúng con tuổi trẻ nó đi qua mau lắm thầy. Mai mốt tụi con già rồi mà bây giờ thầy không cho tụi con đi chơi, không cho tụi con tung tăng, không cho tụi con tìm hiểu, thì như vậy mai mốt già như thầy rồi có muốn cũng không có được. Thầy nói ai nói? Già thì nó có cái vui của cái già, phải không? Trẻ thì có niềm vui của trẻ, sồn sồn thì có niềm vui của sồn sồn. Ở chỗ nào nó có niềm vui, chỗ đó, trong chùa nó cũng có niềm vui trong chùa chứ không phải giỡn đâu. Quý vị thấy đâu phải là tại sao các thầy có thể khép mình trong khuôn khổ, nó có niềm vui của nó. Mấy em nó không có, nó không dám cãi thầy, nhưng mà nó nói là thầy quá là khắt khe với mấy đứa nhỏ. Tại vì mấy em đệ tử thầy là sinh viên tới, thầy vẫn nhắc là mấy đứa con không được đi chơi. Thời gian đi chơi mấy đứa con đầu tư cho việc học để có tương lai. Đó chính là cách đền ơn đáp nghĩa đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ mình lo cho mình học thì mình cứ học đi, kẻo mai này cha mẹ mình không còn nữa thì ai lo. Mấy đứa con cũng sẽ bươn trải được, nhưng mà rôi vọt cuộc đời quất lên con sẽ cảm thấy thiếu tự tin và dè dặt với cuộc đời. Trong khi bây giờ con chăm lo học hành, vừa đền ơn cha mẹ mà vừa vẽ ra được một tương lai tươi sáng, thành danh đi, là tha hồ đó mà tung tăng, phải không? Nó nói trò tới lúc đó hết cơ hội rồi thầy, bây giờ còn trẻ còn sức khỏe mà mày thèm cho con đi chơi. Mỗi lần con đi ra chùa cái thầy hỏi con có đi Vũng Tàu không, thầy nói thì trên đường đi ra Vũng Tàu thì con ghé chùa mà, thì thầy phải hỏi chứ làm sao. Có lần thầy nói thôi đi về đi con, đừng đi Vũng Tàu. Nó cũng đi về, nó về xong nó nhắn tin: thầy khó khăn lắm, biết vậy con không làm đệ tử thầy. Thầy nói thầy khó khăn với con cái thầy lên Niết Bàn, thầy khó khăn với con cái ba mẹ con là nghe được làm giàu, chứ là phải thầy đâu. Nhiều đứa nó cũng ngoan đó. Quý vị thấy đó, Đức Phật nói rõ ràng, khi mà con người ta sống mà buông thả theo thác loạn thì đó là đời sống không xứng đáng. Không xứng đáng có nghĩa là không có phẩm hạnh, không có tư cách đạo đức đó. Tức là về mặt mà đạo đức là như thế. Còn không có lợi ích tức là không làm lợi ích được cho ai hết. Nhưng mà giới trẻ bây giờ là nó khác quý vị ơi. Nó cãi lại son sỏn à, nó trề cái môi ra, nó nói tụi con còn trẻ chứ đâu phải già như thầy. Mà nó nói chữ già nó cố tình nó nói dài ra, nó phải già như thầy. Thầy nói những tiếng cấm kỵ như vậy không được nói ra nha con, dù đang già. Và trạng thái thứ hai, Đức Phật tuyên bố rằng nếu mà sống ép sát cực đoan cũng không xứng đáng, không được lợi ích. Thì vấn đề này là quý vị thấy rồi, nó cực đoan quá, thực ra nó cũng là cố chấp. Cái người mà ít ham muốn biết đủ, lòng họ thanh thản, nó khác với lại cái người mà quý vị biết là cố chấp, mà tự ép mình vô cái khuôn mà thực sự là mình không có vô cái khuôn nổi. Thưa quý vị, ở đây đó, ý thầy muốn nói rằng đó, thiểu dục, tri túc Đức Phật không có ý định là thắt chặt những nguyện vọng của con người hay là bóp chết nhu cầu sống của con người, mà sự thật là Đức Phật dạy cho chúng ta nhắm đến khía cạnh tâm lý, thấy được rằng về mặt tâm lý, thiểu dục tri túc nó giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ sở của ham muốn. Tất cả những cái thứ ham muốn nó gây cho chúng ta có những cái khổ não bất an ghê lắm. Quý vị biết có những đêm thầy không ngủ được là tại vì thầy ham muốn. Tại vì thầy muốn là phải làm cái chùa như thế này, phải làm cái kia, rồi ngồi chỗ tính hoài, suy nghĩ hoài, chỗ này đặt cục đá phải viết câu gì cho nó lãng mạn ha. Thầy phải suy nghĩ ra cái câu đó, rồi thầy phải đi đâu thầy gặp cái câu nào thầy đọc thầy hay hay thầy thấy thầy viết đó. Có nhiều câu nó hay lắm quý vị biết không, trời rất là hay. Tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Thầy sẽ viết cái câu này để cho mấy anh mấy chị mà dung văng dung vẻ lộn xộn lăng xăng lít xích trong tình trường phải dừng lại. Hai câu này, câu này là của Lam Phương viết: ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Phải không quý vị?
Cho nên là thầy thấy là khi mà chúng ta chưa có biết đủ đó, chúng ta khổ. Thầy thấy có nhiều khi thầy không ngủ được là thầy suy nghĩ, thầy tính toán cái này tính toán cái kia, thầy thấy chợ mình khờ khạo ghê vậy. Chùa chưa có nên sách chết rồi, phải không? Lo cất cái chùa mà mốt làm đám tang trước khi đặt đá. Ngu khi như vậy mà cũng đi tính, thiệt thiệt là khờ khạo ghê đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái này là để cho chúng ta cân bằng lại cái tâm lý mình, cái trạng thái tâm lý mình, để cho chúng ta thoát khỏi sự mà câu thúc của khổ não, dài vò bất an của con người. Chứ thiểu dụ tri túc không phải là cái pháp môn mà cổ vũ cho cái nghèo của con người. Nó, thầy nói với các anh đó, thầy nói thiểu dụ tri túc không phải là cái pháp môn mà bóp chặt bước tiến của xã hội, không phải là cái chặn đứng là nhu cầu của con người. Nó không có cổ vũ cho cái nghèo. Ảnh tại vì ảnh nói nếu mà nghèo mình chấp nhận thôi, những gì mình đang có là thôi nghèo luôn suốt đời. Thầy nói khác à. Thầy nói khác ở cái chỗ là cái người nghèo mà họ chấp nhận được nghèo, họ sẽ hạnh phúc hơn người giàu ngồi trên đống tiền. Phải không quý vị? Chưa hẳn một căn nhà lá mà là không hạnh phúc, mà không hẳn là ngồi trong biệt thự mà được hạnh phúc đâu. Phải không? Nó đi xe ôm mà phơi nắng ngoài trời vậy, thực chất nó vẫn bình an hơn là đi xe hơi. Điều này nó rõ ràng vậy thôi. Ảnh cứ nói là thầy mà nói như thế đó, chấp nhận tức là biết dừng lại. Là mình chấp nhận nghèo thì coi như là nghèo luôn, nghèo suốt đời thì nó không có. Người ta biết người ta nghèo, người ta sẽ không khổ khi người ta có cái tâm muốn làm giàu trên cái nghèo. Từ từ rồi nó cũng sẽ làm ra của cải thôi. Nếu anh cần cù, anh chịu khó thì anh cũng sẽ bù đắp được những cái thiếu thốn của anh hiện tại. Cho nên anh chấp nhận cái nghèo để anh không khổ vì mình tham giàu. Chứ không phải là chấp nhận cái nghèo để mà mình bị nghèo mãi mãi. Không lẽ bây giờ mình bệnh rồi cái mình không muốn hết bệnh? Thầy nói khùng hả? Trời ơi, mình biết mình đang bệnh để làm gì? Để mình không có tủi thân khi mình thấy người ta khỏe mạnh. Tại thầy từng bệnh thầy biết mà. Xin lỗi quý vị, ngồi vậy ngồi không nổi. Trở cái mình trở hôm qua, uống miếng nước nuốt xuống xuống, trợn trọng trợn trắng ói ra. Nó ói có máu, có đờm, có đồ này kia đó, mà thấy mình chết trước mắt rồi. Nó, bây giờ mình chấp nhận mình bệnh, có nghĩa rằng thấy người ta khỏe mạnh như thế, chúng ta không có ganh tị với họ và không có thèm khát, không có khổ sở rằng bệnh là do nghiệp sát sanh gây ra. Muốn như thế mình phải phóng sanh, phải bố thí, phải cúng dường, phải sám hối. Nó, chứ mình khỏi nhìn ai chứ, rồi mình cũng phải uống thuốc. Mình phải có cái tinh thần như thế, chứ không phải là mình chấp nhận cái nghèo. Không phải đó, thầy nói với anh đó như thế. Thầy nói anh có 1.000 rồi là không được có thêm nữa. Thầy không có nói chuyện đó. Anh có 1.000 nhưng mà anh chấp nhận anh có 1.000 để anh không có thấy người ta có 10.000 anh tức. Phải không quý vị? Mình cao một thước 5 thì mình bình thường, mình hạnh phúc với một thước 5. Thấy người ta một thước 7 cái mình liếc, thấy không? Mình chấp nhận có một thước 5 thì mình nhìn người ta một thước 7, thước 8 cũng là chuyện của người ta, chứ không cần phải bon chen mua một chiếc đôi guốc 2 tấc đi 3 bước lật trội lội bản họng. Mà thầy nói với cái anh này thì tức ghê lắm. Thầy cãi với ảnh mà ảnh cứ cãi ngược lại hoài à. Tại nó anh có 1.000, anh chấp nhận có 1.000, điều này không có nghĩa rằng anh sẽ có 1.000 mãi mãi mà anh không đi kiếm tiền nữa. Anh chấp nhận có 1.000 để anh thấy người ta có 10.000, anh không có buồn, anh không có tức, anh không có tham. Đó, anh cứ cố gắng anh làm đi thì anh sẽ có 10.000, không những thế anh còn có 100.000 nữa. Đâu có sao đâu, bình thường thôi. Chính vì không tiếp cận được cái khía cạnh này, cho nên khi cái người ta tìm hiểu về văn hóa Việt Nam đó, văn hóa của đạo Phật đó, người ta cho rằng cái tư tưởng thiểu dục tri túc này là cái tư tưởng của văn hóa nghèo. Đã cho rằng đạo Phật là chủ trương nghèo đó. Còn số người nói đó, tu theo đạo Phật là chỉ có nghèo thôi. Thầy nói nghèo mà hạnh phúc vẫn còn hơn là giàu mà bấp bênh, phải không quý vị? Bây giờ thử hỏi mưu cầu chính trong cuộc sống của chúng ta là giàu, nghèo hay là hạnh phúc, bình an? Đúng rồi, quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Mưu cầu của mình trong cuộc sống là hạnh phúc. Khi mình kết bạn, kết lứa đôi, sanh con, tạo sự nghiệp cho mình và hướng nghiệp cho con, quý vị cũng đều hướng tới hạnh phúc, phải không? Hạnh phúc của một người cũng là hạnh phúc của gia đình, của thân tộc. Như vậy hạnh phúc của người này gắn liền với nỗi khổ đau của người kia. Thì chúng ta chọn hạnh phúc cho ai mà chọn giàu? Nhưng mà mấy cô đó mà gả con là thường là nhắm tới nhà giàu để gả, phải không bé?
Tại sao không? Thiệt không? Bây giờ bác nói thì thầy tin, nhưng mà cách đây 30 năm trước có không? Có nhắm tới người dèo gả con không? Có không? Tâm lý chung thôi. Phải không quý vị? Thực ra cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình có một cái nơi yên ổn để mà nó dựa, nó nương suốt đời. Yên ổn thứ nhất là gia đình đã có đạo đức. Yên ổn thứ hai là gia đình đó kinh tế ổn định. Thầy biết ở quê thầy mà nghe nói nhà nào mà có lúa nhiều là người ta gả con. Tới hỏi nghe nó có lúa nhiều không biết thằng quỷ đó làm nghề gì. Nó mà nghe nói nhà đó có ruộng có đất nhiều đó là gả con à. Không đâu. Cái đó thường nó đem tới cái đau khổ cho người phụ nữ. Chẳng ham ruộng cả ao điền, chỉ ham cái bút cái nghiêng anh đồ. Phải không mấy cô? Cho nên người con gái biết phản kháng lại những cái sự sắp đặt, áp đặt của cha mẹ, là bắt con cái gả tới những nhà mà ruộng mà cò bay thẳng cánh. Cho nên người con nói liền là chẳng ham cái ruộng cả ao điền, chỉ ham cái bút cái nghiêng anh đồ, tức là chỉ ham những người chồng có tri thức. Người có tri thức, người đó mới có thể cải thiện được cuộc sống từ nghèo thành giàu. Còn không có tri thức thì từ giàu nó cũng thành ăn mày cái bàn như trời. Phải không quý vị? Nó quan trọng cái tri thức, cái hiểu biết, cái nhận thức của con người. Cái đó mới đem tới hạnh phúc lâu dài. Mưu cầu của con người chính là ở cái chỗ văn hóa mà chúng ta học được ở Đạo Phật, là nhận thức về thiểu dục tri túc để tạo ra đời sống bình yên của con người. Thực hiện những ước muốn, khát vọng thực chất không đánh đi hạnh phúc của mình, không đánh mất. Không bao giờ chúng ta đánh mất hạnh phúc của mình khi chúng ta thực hiện những khát vọng. Nghĩa là chúng ta đừng để những cái ước vọng, những cái ước muốn của mình nó nung nấu, nó làm cho mình bị khổ não. Điều này nó mới là quan trọng. Chứ quý vị đừng có nghĩ Đạo Phật dạy quý vị là bỏ hết đi, thôi dẹp đi, đời vô thường, không có cái gì tồn tại, nó buông hết đi, đi vô chùa tu, trời đi tu hết rồi chết rồi. Phải không? Chắc gì được bình yên? Trời ơi, vô cái liếc thấy với nhau nó cũng chết. Nhất là mấy chị em, nói người này nó ngó người kia ngó người nọ, rồi mấy anh cũng vậy. Chưa chắc gì được bình yên đâu. Cho nên quý vị biết đó, khát vọng nó nung nấu chúng ta và nó kéo chúng ta để cho chúng ta không thoát ra được, bị khổ não. Đây là sai lầm. Đức Phật dạy cho chúng ta thiểu dục tri túc là chúng ta xác định được rằng con đường hạnh phúc không phải là từ chối khát vọng, không phải là bỏ đi ước muốn của mình. Không phải. Mà là đừng để cho ước muốn, khát vọng nó biến thành ngọn lửa đốt cháy chúng ta. Thông thường thì người ta có thể bóp đầu, vò, trán, mất, ăn, bỏ, ngủ vì những khát vọng chưa thỏa mãn, chưa thực hiện. Vì thế cho nên một khi mà chúng ta thực hiện cái ước vọng của mình, thầy nghĩ quý Phật tử phải nhớ tới bốn chữ thiểu dục tri túc. Ở góc cạnh nào quý vị cũng phải áp dụng cái công thức này, cái quy chuẩn này. Ví dụ như giờ các vị, các cô không có đi làm đi, ở nhà nấu ăn, mình ở nhà mà nấu ăn, chăm sóc bữa ăn cho gia đình, đưa con cái đi học, quý vị cũng phải ứng dụng cái thiểu dục tri túc này để chúng ta điều phối cái đời sống của mình sao cho nó giao hòa cái tình cảm với những gì mình đang có từ cái mức thu nhập, không quá phung phí, cũng không có quá khắt khe hay là hà tiện quá, không có nên. Đó. Chúng ta phải biết tạo ra một cái bữa ăn thật là nhẹ nhàng, đầm ấm từ những ước vọng của mình. Do đó, người mà thực hiện được ước vọng của mình trong sự nỗ lực tối đa, đó chính là trạng thái tâm hồn thanh thản, không bị ước muốn nó đốt cháy, thì đời sống đó được gọi là đời sống an lạc đích thực. Đây mới là cái điểm chủ ý mà Đức Phật dạy cho chúng ta trong cái giáo nghĩa thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc Đức Phật dạy cho chúng ta với một mục đích duy nhất, đó là giúp cho chúng ta bình đẳng trước hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đó nó hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ tâm lý của con người, chứ không phải nó tùy thuộc vào vật chất hay tiền bạc. Các vị đồng ý không? Hạnh phúc hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm lý của con người, chứ không đặt trên tiền bạc. Quý vị thấy được điều này thì mình sẽ hướng mình đi tới những cái hạnh phúc đích thực.
Ví dụ như mình nấu một buổi ăn mà chồng con ăn hết trơn, không chừa gì, quý vị hạnh phúc không? Quá hạnh phúc, phải không? Trong khi quý vị mua cao lương mỹ vị về để đầy nhà hết, chồng gắp miếng, con gắp miếng, không ai ăn hết bỏ đó, chưa chắc gì hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là hạnh phúc trên nền tảng của trạng thái tâm lý. Trạng thái tâm lý của con người. Ví dụ như người chồng thấy mình nấu ăn mệt, tự nhiên tới bóp cái vai một cái, quý vị cũng cảm thấy hạnh phúc. Hay ta rót một ly nước, mà rót nó nhiễu nhão tùm lum đưa tới, thôi uống đi, tự nhiên mình cũng thấy nó ngọt ngào. Bây giờ nấu suốt đời cũng được, phải không bác? Để quý vị thấy được cái trạng thái tâm lý của mình nó quyết định cho hạnh phúc, chứ không phải là tiền. Mà chúng ta cứ lầm vào đó là vật chất. Thực tế phụ thuộc vào vật chất hay tiền bạc chỉ là một phần nhỏ, chứ không phải đó là yếu tố quyết định đem tới hạnh phúc hoàn toàn cho chúng ta. Để nói thêm vấn đề này, quý vị thấy 100.000 vẫn tạo ra được cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời đối với những anh chàng nhà nghèo, còn hơn những công tử có tiền triệu chưa chắc gì có cảm xúc hạnh phúc. Phải không quý vị? Chỉ 100.000 thôi, nhưng mà người nghèo họ vẫn có thể có được cái cảm xúc hạnh phúc trên cả tuyệt vời. Ngược lại có người là thì tiền nó thừa thải, tiền triệu, tiền tỷ, nhưng mà chưa chắc gì họ tạo nên được cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời. Tại vì anh nhà nghèo anh có 100.000 là anh gói ghém trong 100.000, cuộc sống của anh như thế là được rồi, anh khỏe rồi, một ngày anh làm ra 100.000 đủ nuôi vợ nuôi con anh rồi. Còn những anh chàng công tử 1 triệu chưa chắc gì anh được hạnh phúc trong một ngày. Do đó người giàu chưa hẳn hạnh phúc hơn một người nghèo. Và một người nghèo nếu biết vận dụng được tinh thần thiểu dục tri túc thì hạnh phúc hơn là một người giàu mà không biết dừng lại những ham muốn của mình. Vì người giàu này họ vẫn khổ với cái khổ không bao giờ biết đủ của họ, đây là chắc chắn. Họ không có dừng lại, cho nên cái khổ đó nó không có hết, và nó sẽ đắp thêm cái khổ khác. Nó gặp bạn bè thì bạn bè rủ nó khổ kiểu bạn bè, rồi gặp đồng nghiệp thì bạn đồng nghiệp rủ khổ theo kiểu đồng nghiệp. Cho nên cuối cùng họ mang tiếng là có nhiều tiền, nhưng họ luôn lận đận và khổ đau vì không biết dừng lại trước những ham muốn của mình. Cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy, người biết đủ nằm dưới đất vẫn thấy an vui, người không biết đủ ngồi trên thiên đường vẫn chưa vừa ý. Hoàn toàn câu nói này của Đức Phật, thầy nhớ là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đúng rồi. Và ở trong Thủy Sám chúng ta tụng cũng có câu này. Đó. Câu này nó đề cập tới khía cạnh tâm lý của con người. Nó xác chứng được tầm quan trọng của thái độ tâm lý từ đời sống của chúng ta. Chứ không phải là Đức Phật tán dương ca ngợi cái nghèo, mà là chỉ trích cái giàu. Không phải Đức Phật khích lệ chúng ta chấp nhận nghèo, sống với cái nghèo mãi mãi, mà cáo buộc con người ta sống đối với lại cái sự giàu có là khổ đau. Hoàn toàn không phải như thế. Vì hạnh phúc và khổ đau thực ra chỉ là hai mặt của một đồng tiền, thì thái độ tâm lý quyết định cho con người giữ ở mặt hạnh phúc hay là ở mặt khổ đau. Phải không quý vị? Nếu thái độ tâm lý mà thanh thản thì biết thiểu dục tri túc, thì chúng ta coi như tiếp xúc được với lại khía cạnh hạnh phúc của đồng tiền. Còn nếu như chúng ta xóa bỏ được tất cả mọi thiếu thốn, mặc cảm, nghèo nàn, chúng ta cũng được bình an. Mà ngược lại, chúng ta câu thúc nung nấu những cái thứ mà ham muốn nó đẩy chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta bị khổ ải, kềm chế bởi tham dục và bạo loạn của tham dục nó chi phối mình, thì lòng của chúng ta chẳng bao giờ được yên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta pháp môn thiểu dục tri túc này để giúp cho con người đoạn trừ tâm tham, mưu sinh bất chính. Đây mới là cái giá trị cao trong cái đời sống hiện thực, giúp cho chúng ta sống một cách chân chánh, chứ không có phải là cưỡng cầu hay là đoạt tài sản của người khác hay là cướp công của người khác, mà là chúng ta đoạn trừ lòng tham. Khi trong tâm của mình mà bị câu thúc nhiều quá bởi những cái ý niệm ham muốn thì con người sẽ dễ dàng bất chấp đạo lý.
và người đó đang tâm thực hiện tất cả một mánh khóe thủ đoạn cho đạt bằng được ý nguyện của mình, ý muốn của mình, bất kể điều đó gây ra tổn thương đến sinh mạng, tình cảm và đời sống của người khác. Cho nên ít ham muốn thì ngay những nhu cầu, những khát vọng chính đáng cũng không làm vẩn đục cái tâm trong sáng của con người. Nó vẫn là lành mạnh, nó vẫn bình lặng, thì người đó làm sao có sự tham lam hiện hữu trong tâm được, phải không các vị? Khen hoài mắc cỡ. Thầy thấy xã hội ngày nay đó, không phải thầy lên án, nhưng thực sự nó có nhiều mánh khóe quá. Tự nhiên thầy sợ giang hồ hiểm ác, phải không quý vị? Con người ta sống đầy thủ đoạn, đầy mánh khóe, tệ nạn tham nhũng vân vân, tham ô đục khoét, rồi lừa gạt với nhau nó dãy đầy. Cho nên đi đâu mình cũng nghe là trộm cướp, càng ngày càng trắng trợn. Cho nên thầy nghĩ nếu ai cũng nghe thiểu dục tri túc, hiểu thiểu dục tri túc, thực tập theo thiểu dục tri túc, thì người đó sẽ biết dừng lại những khổ đau mà họ đang vương mang, và chính thức họ biết xây dựng được một đời sống hạnh phúc, an vui, hiện hữu tại cuộc đời này. Vâng, xin tạm biệt các vị. Có một câu hỏi, không biết phải câu hỏi không, để thầy xin phép đọc một câu hỏi. Kính bạch thầy, pháp danh của con là Tâm Thiện Quốc. Trời ơi, cái pháp danh gì mà nó dài dữ vậy? Hôm nay con cùng với gia đình đến nghe thầy giảng và rất hạnh phúc về điều ấy. Trong lúc con nghe thầy giảng về ham muốn và biết rằng nên hạn chế ham muốn để hạnh phúc, nhưng đôi lúc khi con người cảm thấy mình không muốn gì, không thấy có mục đích gì để phấn đấu, thì con xin thầy cho lời khuyên để làm gì cho mình phấn chấn và yêu cuộc sống hơn. Có phải cuộc sống quá đầy đủ vật chất làm cho con người cảm thấy nhàm chán không? Con còn nhiều câu hỏi liên quan đến điều này, nhưng chắc có nhiều Phật tử khác có những thắc mắc, nên con xin thỉnh thầy cho những lời dạy hữu ích. Kính chúc thầy cùng chúng tăng ni luôn an lạc và hạnh phúc. Ở đây các em này hỏi như thế này: đôi khi trong cuộc sống của con người cảm thấy mình không muốn gì, không thấy có mục đích gì để phấn đấu, thì con xin thầy lời khuyên để làm gì phấn chấn cuộc sống. Thật ra không phải, không có lúc nào chúng ta không muốn gì. Ngay lúc mình không muốn gì cũng là đã muốn. Mình muốn không ai làm phiền mình, và mình muốn mình được bình yên, mình muốn mình không cuốn hút vào cuộc đời, và mình muốn mình không có bị quay bởi những cái ham muốn của cuộc đời. Vẫn là muốn, vẫn có ý niệm muốn trong đó, chứ không phải là không ham muốn. Nhưng mà vì sao? Vì chán nản, muốn mà không được, muốn tiến thân mà không có được, hoặc là bị sức ép của cuộc đời. Nhưng mà cũng có những lúc người ta đã thành tựu hết được rồi, người ta cảm thấy chán nản và người ta không muốn. Thực chất người ta không muốn cũng là muốn, muốn cái không muốn, phải không các vị? Khi mà mình không muốn cái gì thì cũng có nghĩa rằng mình đang muốn, mà chúng ta muốn không bị cái gì nó ràng buộc, muốn không có cái gì, bản chất nó vẫn là muốn. Trời, cái này lý thiền á nha, cái này nói theo thiền học chứ không phải nói khơi khơi rồi nha. Nhưng mà thầy hiểu cái câu của các em này hỏi, tức là lúc này là mấy em nó không có tinh thần sống, nó không phấn chấn, tức là nó giật giờ giật dưỡng. Có nghĩa là mấy em này tức là nó đang gặp một cái bế tắc gì đó, hoặc là một cái áp lực gì đó chặn đứng tất cả những cái bước tiến thân của nó, hoặc giả là nó cảm thấy nó nản quá trong cái cuộc sống, trong tình trường. Mà thầy nghĩ đa phần là dính líu tới tình cảm. Những em trẻ mà có tư tưởng này là dính tới tình cảm hết á. Bữa nào mà nó huýt sáo đồ, nó đi, nó tung tăng, nó vui vẻ là biết là bữa đó nó ok rồi đó. Bữa nào mà nó sụ sụ mặt là biết ngay nhỏ kia là cancel nó rồi. Đó. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Đó. Thế là đi vô ra anh cáo gắt. Ai hỏi anh cũng nạt hết á. Mà hẹn mà người ta nhận lời hẹn rồi là mặt anh tư rối à. Mà tinh thần này, tại vì thầy có làm cuộc trắc nghiệm rồi, những em trẻ mà nó có tinh thần
mà nó chán đời, nó không muốn gì nữa hết. 98% gắn với tình cảm lứa đôi, phải không mấy đứa con? Phải không? Chắc chắn là như thế luôn. Tại vì sao? Vì khi mình yêu đó, mình có nhiều cái kỳ vọng lắm, và mình tin tưởng rằng cái người đó sẽ ủng hộ mình. Nhưng mà bỗng dưng người đó không ủng hộ mình nữa, không thương yêu mình nữa, không đáp ứng nhu cầu cho mình nữa, tự nhiên cảm thấy buồn, cảm thấy chán đời đó. Cho nên mới nói là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Là bộ chứ sao không biết, nhưng mà nói ra ngại lắm. Vâng, thưa với lại các vị, thực ra cuộc sống của chúng ta cho tới hơi thở cuối cùng chúng ta vẫn có ước muốn. Chứ không có lúc nào không có ước muốn đâu. Ít nhất chúng ta cũng muốn chết thanh thản, phải không? Đó. Ngay lúc mà chúng ta không có đồng xu nào, chúng ta chán quá, tôi không muốn gì nữa, đừng làm gì nữa, mình cũng muốn, muốn đừng ai dòm ngó tới tôi, đừng ai đụng tới tôi, để cho tôi yên, phải không? Sâu thẳm trong tâm mình biết hơn ai hết rằng mình đang muốn cái gì. Và thầy tin chắc rằng muốn đó sẽ không làm khổ đau mình, và nó không thôi thúc mình để thực hiện cho bằng được, và nó cũng không là những điều mà khiến cho chúng ta trăn trở khi muốn mà không được. Nếu được như thế, chắc chắn các vị luôn quán niệm về thiểu dục tri túc. Rồi các vị từ từ duỗi chân ra, còn một câu hỏi nữa. Mà không biết câu hỏi này là cái gì đây. Con tên Phương Hùng, pháp danh Thiện Thanh, 13 tuổi. Con xin thầy cho con một câu hỏi. Ủa ai đây con? 13 tuổi đâu con á hả? Cho mày đứng lên mày hỏi chứ mày còn viết giấy đấy con. Giờ con có gì con nói đi. Thầy con ngại quá thầy đọc đi. Thầy ngại quá thầy đọc đi. Đứng chắp tay lại. Dạ thưa thầy, con kính bạch thầy nha. Viết viết dễ thương lắm. Lấy cái ghế ra coi con. Xích qua đây một chút đó. Nó cứ cấn cấn hoài. Đứng lên cho thấy bộ y mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tên Phương Hùng. Đèn thui mà hùng cái gì. Pháp danh Thiện Thanh. Trời ơi ổng mà Thiện Thanh. 13 tuổi. Con xin thầy cho con một câu hỏi. Con xin thầy trả lời cho con một câu hỏi, hay là con xin thầy cho con được hỏi một câu. Chứ con xin thầy cho con một câu hỏi, thầy mắc gì thầy đi hỏi con. Cái răng to hơn cái mặt nữa. Con tự phát nguyện đi tu năm 10 tuổi, nhưng mẹ con bảo rằng 18 tuổi mẹ con sẽ cho con đi. Lúc con đã trưởng thành, thầy cho con hỏi mẹ con nói như vậy có cản trở con tu tập hay không? Bây giờ thầy có cho con xuất gia ở chỗ của thầy được không? Mẹ con có đi đây không? Mẹ con là ai? Mụ mô rửa. Bây giờ thầy hỏi con nè, con của con nó phát tâm xuất gia, rồi con nói là 18 tuổi mới cho đi đúng không? Thì bây giờ ý của con nó muốn xuất gia, bây giờ con có đồng ý không? Đồng ý hả? Mô Di Đà Phật. À, con có cắt nghĩa con là 18 tuổi con trưởng thành, thì mẹ cho con đi tu, thì lúc đó con tu rồi thì con chấp nhận con tu, con không được bước ra khỏi đời. Nếu con bước ra khỏi đời là con khổ lắm, con sẽ suy nghĩ kỹ đi, rồi con sẽ, mẹ sẽ chiều theo ý con. Thì bây giờ bé ở nhà thì mỗi buổi chiều 6 giờ bé học về thì bé cũng đọc kinh. Mỗi tháng thì bé ngoại lại cũng bích danh 500 lại, thì đó tự bé phát nguyện. Dạ, cái gì được Phật. Giờ ý của con là muốn xuất gia liền, phải không? Phải không? Trời ơi, đâu mà tu ngang hông trời. Thật ra cái câu hỏi này rất là hay. Cháu hỏi như thế này, thầy cho con hỏi, mẹ con nói như vậy có cản trở con tu tập hay không? Thật ra là không có cản trở, mà chỉ muốn con suy nghĩ chín chắn hơn về cái con đường con đã chọn. Con phải biết xuất gia là chuyện chung thân đại sự, tức là chuyện lớn của cả một đời người. Cạo cái đầu 5 phút là xong, nhưng cạo cái tâm tới khi con nhắm mắt vô văn tài mới biết. Cho nên mẹ con muốn con suy nghĩ chín chắn hơn, vì con nhỏ quá. Nhiều khi bây giờ con thấy thầy Thuận dễ thương, con muốn đi tu với thầy, phải không?
Rồi mai mốt cái thấy thầy khác dễ thương, thầy Thuận cái bỏ thầy Thuận đi, vậy đâu có được. Rồi mai mốt qua thấy con cọp chợ nó dễ thương, thầy Thuận cái bỏ thầy Thuận cái đi ra chợ nữa. Là ý mẹ con là muốn như vậy, không phải cản trở con mà muốn con suy nghĩ chín chắn để con được xuất gia tu tập. Nhưng bây giờ nếu như con muốn xuất gia tu tập thì con cứ giữ cái tâm nguyện này, ở nhà con ăn chay trường, con giữ năm giới và con tụng kinh bái sám những điều mà con muốn đó, và con giữ xuyên suốt như thế, không bỏ một ngày nào cho đến năm 18 tuổi thi tú tài xong ra viện chuyên tu, thầy làm cái bụp xong. Chịu không? Ha, rồi nhớ nha. Thiện Thanh, con là Thiện Hắc. Thiện Thanh tức là màu xanh, con đen thui. Rồi, cảm ơn con thầy trước Tam Bảo của chùa Minh Đạo. Thầy hy vọng rằng con sẽ được thành tựu như ý nguyện của mình. Hồi xưa thầy cũng xuất gia ở chùa này, đến đây thầy xuất gia. Thầy nghĩ con phát nguyện ở đây thì chắc mai mốt con cũng sẽ được xuất gia. Nhưng mà mẹ con nói đó, đã xuất gia thì suốt cả cuộc đời của mình phải là thân tâm xuất gia, chứ không được thân xuất gia mà tâm thì ở ngoài đời, và không có được bước chân ra khỏi cái cửa thiền. Con phải nhớ ha. Rồi về nhớ chà móng tay móng chân rồi cắt cho nó gọn gàng lại, hớt tóc rồi cho nó đẹp, cho sạch sẽ lại nha. Rồi mai mốt con đứng kế chú này, nó hai người thôi, xong hắt.